Lời đầu tiên, Thu Minh xin gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn thể các anh chị em là công nhân lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sau đây, Thu Minh sẽ gửi tới chị em một ca khúc của Thái Thính, bài hát được mang tên Duyên Phận. Mời quý vị cùng lắng nghe.
dòng sông hỏi từ con sông đời người con gái không muốn yêu ai được Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể chị em, hôm nay nhân dịp đi dự cái lễ ngày hội thảo vì nàng quyến rũ bởi vì nàng độc lập, xin phép quý vị đại biểu tôi xin hát bài Tình ca mùa xuân, nhạc và lời của Trần Hoàn. Em ơi em, mùa xuân đã về trên cành lá, tiếng chim kêu ngọt quá cho trời xanh xanh thầm. Mùi hương nào rất quen, nghe như làn môi ấm, nghe đâu từ sâu thẳm đất của mình sinh sôi. Trong ánh mắt em cười có màu xanh khoai sắn, trong bàn tay xinh xắn có hình dòng kênh xanh. Mùa xuân về em ơi, cơn mưa đầu mát lạ, tình ta càng thêm sâu như những hôm nào. Và chúng xuân về cùng tin chiến thắng, xóm vui trong màu nắng, lúa gọi đồng chín vàng. Ngày anh đi cách xa, quay sao được nỗi nhớ, thương nhau dù cách chờ, giữ trọn đời tin nhau. Trên chiến tuyến giết thù có bàn tay anh chắc, nơi hậu phương xa lắc vững vàng bàn tay em. Mùa xuân rồi đi qua, cơn mưa hè hối hả, tình ta càng thêm sâu nhớ những hôm nào. Và chúng mày khi trời còn hơi sương, và anh lại ra đi vui như ngày hội mùa xuân biển rơi sông anh gác trời xa. Mùa xuân biển rơi sông anh gác trời xa. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng gặp lại chị Thu Minh với bài hát Nổi lửa lên em. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
tin chẳng có gì hằng soi xa ý nghĩa này. Trước khi bắt đầu thì Đình Dương cũng xin được thông báo hội thảo của chúng ta đang được live stream trực tiếp trên hệ thống Facebook tại fanpage của công ty tài chính Home Credit Việt Nam và báo Phụ Nữ Việt Nam. Kính mời quý vị cùng giới thiệu đến với người thân và bạn bè của mình cùng quan tâm theo dõi. Kính thưa tất cả quý vị, khi mà nói đến một người phụ nữ quyến rũ thì nhiều người chắc hẳn trong chúng ta liên tưởng ngay đến một người có thân hình mảnh mai, có gương mặt cân đối, có làn da trắng và có mái tóc đen tuyền, phải không ạ? Tuy vậy thì theo nhà tư tưởng người Pháp Seman thì đó chỉ là vẻ đẹp hình thức bên ngoài. Sự quyến rũ còn phải được rèn luyện bằng những tố chất nội tại và sự trải nghiệm sống để toát lên bằng sự tự tin về kiến thức, về phong cách chững chạc và cả một tâm hồn cởi mở nữa. Trong khi đó thì nhiều chuyên gia, nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra là người phụ nữ quyến rũ còn phải là người độc lập trong cuộc sống của mình. Đó là độc lập trong tư duy, tính cách, biết cách để lên kế hoạch, định hướng cho bản thân, tự làm chủ cuộc đời và độc lập cả về tài chính nữa. Chính vì những lý do trên mà hôm nay Báo Phụ Nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh Đồng Nai và công ty tài chính Home Credit Việt Nam tổ chức buổi hội thảo mang tên Nàng Quý Chủ Bởi Vì Nàng Độc Lập.
Đến với buổi hội thảo hôm nay, chúng tôi rất là trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và có sự hiện diện của các vị khách quý. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chị Lê Thị Ngọc Loan, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai. Chị Đặng Thị Phương Thảo, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Biên Hòa. Ông Phạm Đăng Chính, bí thư đảng ủy phường Long Bình. Ông Trần Văn Thắng, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Bình. Anh Nguyễn Phước Long, đại diện Báo Phụ nữ Việt Nam. Chị Hoàng Anh Phương, đại diện công ty Home Credit Việt Nam. Các anh chị phóng viên báo đài trung ương và địa phương đến tham dự đưa tin với chúng ta. Và đặc biệt là có sự tham gia của gần 200 các chị cán bộ là hội và nữ công nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã về dự. Và hôm nay hội thảo diễn ra thì có hai khách mời rất đặc biệt. Và Đình Dư xin phép được giữ bí mật để chúng ta bật mí ở phần sau của chương trình. Và sau đây thì Đình Dư xin được trân trọng kính mời chị Lê Thị Ngọc Loan, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai lên sân khấu để phát biểu khai mạc hội thảo. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Phạm Đăng Chính, bí thư đảng ủy phường Long Bình. Kính thưa các đồng chí đại diện cho thường trực Hội Liên Phụ Nữ thành phố Biên Hòa, đại diện cho Ủy ban Nhân dân phường Long Bình. Kính thưa các anh, các chị, đại diện cho Báo Phụ Nữ Việt Nam, công ty tài chính Home Credit. Các anh chị chuyên gia ngày hôm nói chuyện với lại cái hội thảo ngày hôm nay. Và kính thưa tất cả các chị em phụ nữ phường Long Bình đến tham dự cái hội thảo ngày hôm nay. Thiết thực và tích cực hưởng ứng cái phong trào thi đua do Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12 phát động. Đó là phụ nữ tích cực, học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với chúng ta tiếp tục thực hiện hai cái cuộc vận động. Đó là cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và cuộc vận động xây dựng người phụ nữ với 4 phẩm chất là tự tin, tự trọng, trung hậu và đảm đang. Và hiện nay thì đối với Đồng Nai chúng ta thì hiện nay chúng ta khoảng trên 570.000 hội viên. Và cái số phụ nữ trên địa bàn tỉnh thì chúng ta hiện nay là 51,8% dân số. Trong đó thì phụ nữ mà công nhân lao động của chúng ta thì khoảng gần 294.000 hội viên phụ nữ là công nhân lao động. Và với cái mục tiêu, với cái mục đích mà đã được Đại hội Phụ nữ tỉnh Đồng Nai lần thứ 9 trong cái chăm lo cho các cái đối tượng phụ nữ với những cái hoạt động, với chương trình đó thì trong cái khuôn khổ ngày hôm nay Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp cùng với lại Báo Phụ nữ Việt Nam và công ty tài chính Home Credit tổ chức cái hội thảo với cái chủ đề là nàng quyến rũ bởi vì nàng độc lập, với một cái mong muốn là thông qua một cái buổi sáng ngày hôm nay khoảng trong vòng 3 tiếng, nhưng mà ban tổ chức sẽ đem đến cho các chị em phụ nữ những cái thông tin, những cái chia sẻ để làm sao mỗi chúng ta khi mà sau kết thúc cái hội thảo này chúng ta có thêm những cái thông tin, những cái nội dung để làm sao về chúng ta sắp xếp lại trong cái cuộc sống của gia đình chúng ta. Đặc biệt là như anh Đình Dư có trao đổi là với cái phương châm hiện nay của chúng ta là phụ nữ chúng ta độc lập về tư duy, độc lập về tính cách, đặc biệt là độc lập về tài chính. Và dù bất cứ độc lập về cái mục tiêu, mục đích gì, chúng tôi chỉ mong muốn rằng với những cái thông tin mà ngày hôm nay chia sẻ với các chị em để làm sao giúp cho chị em sắp xếp được cuộc sống gia đình một cách tốt nhất, một cách hài hòa nhất, để làm sao chúng ta góp phần để giữ ấm, giữ cái lửa trong mỗi gia đình, để làm sao xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, nuôi dạy con cái ngoan, để qua đó thì góp phần tham gia các hoạt động của hội cũng như là xây dựng tổ chức hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở chúng ta ngày một vững mạnh hơn. Đó là cũng là cái nội dung, là cái mục đích và cái buổi hội thảo ngày hôm nay chúng tôi đồng phối hợp để tổ chức. Cuối cùng thì thay mặt cho Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng xin trân trọng cảm ơn
báo Phụ nữ Việt Nam, công ty tài chánh Home Zendit thì cũng đã có cái quan tâm phối hợp cùng với phụ nữ tỉnh Đồng Nai để có những cái chương trình, những cái hoạt động thiết thực bổ ích cho hội viên phụ nữ. Cũng xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, đồng chí Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Thì trong một cái buổi sáng chủ nhật cũng sắp xếp thời gian cùng dự, cùng nghe để mà cùng có những cái chia sẻ. Để tiếp tục trong cái thời gian tới sẽ có cái quan tâm hơn nữa cho cái công tác hội phụ nữ ở trên của địa phương. Thay mặt cho ban tổ chức xin được kính chúc sức khỏe tất cả các đồng chí, và đặc biệt là chúc các chị em phụ nữ chúng ta luôn luôn xinh tươi, luôn luôn khỏe, và chúng ta sẽ có những cái ý tưởng, những cái điều để mà sao làm sao chúng ta xây dựng, chúng ta sắp xếp, chúng ta xây dựng cuộc sống gia đình chúng ta ngày một ấm no hơn, tiến bộ hơn và nuôi dạy con cái tốt hơn. Qua đó góp phần cùng với địa phương xây dựng cái khu phố văn hóa ấp văn minh và đô thị. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào. Xin được chân thành cảm ơn phát biểu chân thành của chị Lê Thị Ngọc Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai. Kính thưa quý vị, như lúc đầu đã giới thiệu, tham dự hội thảo hôm nay có hai vị khách mời rất đặc biệt, phải không ạ? Và hai khách mời này thì theo Đình Dư rất là đẹp, rất quyến rũ nữa ạ. Đình Dư cũng được biết hai chị hiện đều là người phụ nữ rất là tự tin về độc lập và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Và hai nhân vật đó là ai? Diễn giả đầu tiên xin được chào đón chị Tô Thị Hồng Vân. Để giới thiệu về chị Tô Hồng Vân thì có lẽ Đình Dư ấn tượng nhất đó hình ảnh một nữ tướng. Chị rất là bản lĩnh trong công việc và cũng là người mẹ tuyệt vời của ba thiên thần đáng yêu, phải không chị ạ? Dạ. Và hiện chị đang có một gia đình rất là hạnh phúc. Chị từng học quản trị spa và salon ở Úc, nhưng là dường như cái duyên đến với trẻ nhỏ đã đẩy đưa chị đến với rất nhiều nghề, phải không ạ? Ngoài công việc liên quan đến hoạt động truyền thông marketing, chị còn tham gia viết sách, đặc biệt chị từng xuất bản cuốn Không Được Thì Thôi, đón nhận được sự tín nhiệm và yêu thương của khán giả. Và hiện nay chị đang là chuyên viên PR marketing của hệ thống Funnyland. Và diễn giả thứ hai xin được giới thiệu đến tất cả quý vị là một người rất nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật. Đình Dư có một số thông tin về vị diễn giả này, mọi người cùng đón xem cô là ai nha. Có một dữ liệu thứ nhất, gần đây chị xuất hiện thường xuyên trên truyền hình với nhiệm vụ là một nhà thám tử quyết đoán với đôi mắt sắc lạnh, đi phá những vụ án rất là khó. Cụ thể là trong show truyền hình Điệp Vụ Đối Đầu đang được phát sóng trên kênh HTV7. Và dữ liệu thứ hai, chị được nhiều người biết đến với cái tên rất nóng, đó là Kiều Nữ Làng Hai. Xin được giới thiệu diễn viên điện ảnh nghệ sĩ Nam Thư. Nghệ sĩ Nam Thư là một trong những nghệ sĩ quyến rũ nhất của làng hài chúng ta hiện nay. Không chỉ bởi vẻ đẹp nóng bỏng, xinh đẹp, mà còn bởi sự nhiệt huyết và đầu tư rất nghiêm túc trong công việc của mình. Chị từng đạt giải Á quân chương trình Cười Xuyên Việt năm 2015 và tham gia đóng rất nhiều phim như là Acapella, Xóm Trọ, Xóm Gà, Cuộc Chiến Hoa Hồng 2. Đặc biệt là gần đây chị đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả truyền hình qua chương trình Điệp Vụ Đối Đầu. Trong đó chị xuất hiện với vai trò là nhà nữ thám tử có cá tính rất mạnh mẽ, quyết đoán và đương nhiên cũng rất là đẹp, phải không ạ? Và một lần nữa chúng ta hãy chào đón chị Tô Hồng Vân và chị Nam Thư cùng lên sân khấu giao lưu trò chuyện với chúng ta ngày hôm nay. Xin được mời hai chị.
Lời đầu tiên thì Đình Dư xin cảm ơn hai chị đã dành thời gian một buổi sáng ngày Chủ nhật đẹp trời thế này để đến tham dự hội thảo để giao lưu cùng với nhân dân phường Long Bình. Hôm nay thì chị Hồng Vân và chị Nam Thư có cảm xúc như thế nào khi tham dự hội thảo này? Đầu tiên xin mời chị Hồng Vân ạ. Chào Đình Như. Dạ. Đầu tiên xin cho phép Vân được gửi lời chào đến tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Cảm xúc lớn nhất hiện giờ chắc là run. Đúng ạ. Khi mà nhận được lời mời của chương trình đó thì Vân cảm thấy rất là hồi hộp. Dạ. Tại vì quy mô chương trình cũng khá là lớn với sự hiện diện của gần 200 phụ nữ. Thành ra là mình cũng có chút e ngại là không biết khi mà đến nơi thì có bị ngộp không. Dạ, có không ạ? Có, nhưng mà sau khi nghe trao đổi về cái nội dung và ý nghĩa của chương trình là chia sẻ những cái kinh nghiệm cá nhân để làm sao cho những người phụ nữ có thể có được cuộc sống độc lập hơn, thì Vân cảm thấy là phải cố gắng vượt qua cái nỗi sợ của mình để mà đến đây ngày hôm nay với hy vọng là mình có thể chia sẻ được một chút ít thông tin và kiến thức gì đó, đồng thời nếu mà được thì có thể truyền được một chút cảm hứng để cho mọi người có thể sống vui và sống hạnh phúc, tại vì phụ nữ chúng ta xứng đáng được hạnh phúc như vậy, tất cả mọi người. Dạ. Còn đó là cái cảm xúc của chị Hồng Vân, còn không biết chị Nam Thư như thế nào ạ? Chị có thể chia sẻ ha. Lời đầu tiên là em xin chào tất cả mọi người, tất cả các chị có mặt trong ngày hôm nay. Em không biết nói làm sao nữa, tại vì sáng sớm thì thực sự thức dậy giờ này mà đi làm, tại vì tối qua em thức khuya quá, mà tối với em buổi sáng mà thức dậy giờ này là rất là một kỳ tích nữa. Nhưng mà hôm nay khi mà được nhận lời là tới đây gặp rất là nhiều người phụ nữ để em có thể là chia sẻ một cái điều gì đó từ bản thân mình để cho mọi người lắng nghe, thì em bản thân em rất là vui. Thực sự mà một cái điều chia sẻ thật lòng là cuộc đời em sinh ra là được đóng vai ác. Em luôn mặc định là dì ghẻ hoặc cám, không bao giờ mọi người nhắc tới Nam Thư mà nhắc tới Tấm cả. Và em thực sự là nếu mà trong mọi người có xem những cái comment ở trên YouTube hoặc là trên Facebook thì em ít khi được lòng các chị em phụ nữ. Mấy chị em phụ nữ không hiểu tại sao, chắc là có thể do là mọi người chưa tiếp xúc với em. Nên hôm nay được tới đây được chia sẻ với mọi người thì em hy vọng là em sẽ trải lòng bản thân mình ra để mọi người hiểu em hơn. Dạ, và mọi người cũng biết là dạ em nhìn vậy chứ em khùng lắm, chứ em không có cái mặt mọi người nó nhiều khi nhìn mặt em thấy ghép không phải đâu. Thì rất rất mong buổi chia sẻ hôm nay mọi người sẽ lắng nghe em và chị Hồng Vân, và đặc biệt là em và chị Hồng Vân cũng sẽ lắng nghe những tâm tư tình cảm từ các chị. Dạ, em xin hết. Vâng, đó là cảm xúc của chị Hồng Vân và chị Nam Thư khi đến với hội thảo của chúng ta ngày hôm nay. Và Đình Dư xin được phép đặt câu hỏi với các vị khách mời của chúng ta. Trở lại với chủ đề là nàng quyến rũ bởi vì nàng độc lập. Thì xin chị Hồng Vân chia sẻ quan điểm của mình về người phụ nữ quyến rũ. Bản thân là một người phụ nữ rồi, chị có bị hấp dẫn người phụ nữ quyến rũ khác không? Tức là chị bị hấp dẫn bởi người phụ nữ như thế nào? Khi mà nghe câu hỏi này thì Vân nhớ tới một câu mà mọi người vẫn hay đùa với phụ nữ, thường là nam giới chọc phụ nữ, là phụ nữ thì thường là mặc đẹp đi ra đường là không phải để cho nam giới ngắm, mà thực ra là để cho các những người phụ nữ khác ngắm, so tài với nhau phải không ạ? Khi mà nghe cái câu nói đùa đó thì ban đầu thì mình nghĩ là vì là phụ nữ hay nhìn và soi nhau, nhưng mà thực chất ra sâu thẳm bên trong thì không phải. Nếu mà nghĩ cho kỹ thì đúng là phụ nữ thường đi ra ngoài đường lại bị thu hút ánh nhìn bởi những người phụ nữ quyến rũ khác, chứ không phải khó lòng mà bị quyến rũ với một người đàn ông lắm. Nói câu này là để cho các anh chùm chồng cũng yên tâm luôn. Nữ đi ra ngoài đường là chỉ nhìn phụ nữ đẹp thôi, ví dụ như Vân sáng giờ là Vân chỉ có nhìn Nam Thư thôi. Cảm ơn chị. Rồi, không biết chị Nam Thư thì sao? Đối với Thư thì riêng bản thân Thư là một người phụ nữ đẹp là đầu tiên mình phải tự tin. Một người phụ nữ quyến rũ đầu tiên là mình phải tự tin. Thì mình hãy tự tin những gì mình có. Ví dụ như
giống như chị Dân đi, chị Dân sẽ rất tự tin về về kiến thức của bản thân, chị rất sẽ tự tin về những cái gì mình bây giờ mình đã có. Cái hồi xưa ví dụ như chị đi học đi, chị cũng đối em nghĩ là hồi xưa chắc chị đi học chị cũng rất tự tin, một cô nàng rất là cá tính và mạnh mẽ. Bản thân Thư cũng vậy, Thư rất là tự tin bởi vì Thư rất khùng. À, mình có thể làm những chuyện bất chấp, và nhiều khi mà người ta nghĩ là chắc không ai chắc chịu đó, Thư Nam Thư sẽ không dám làm, mà ok Nam Thư làm nữa, bởi sao bản thân mình cảm thấy tự tin. Các cô gái thường hay bớt tự tin, ví dụ như là mình sẽ không hay, cô gái mình đó là hay bị phụ nữ mình hay bị đem mình ra so sánh với người phụ nữ khác. Mình không đẹp bằng ta, sao mình mắt nó mình không đẹp bằng ta, mũi mình không cao bằng ta, rồi sao cái sao mình cái gì mình sao mình trước sau như một không bằng ta, sao mình không ngược lại mình tự tin hơn. Ủa ví dụ mắt mình không đẹp bằng ta, mũi mình đẹp hơn sao, hoặc là có thể là bên ngoài mình không đẹp bằng họ nhưng mà với tính cách mình thì đẹp hơn sao. Tức là đối với Thư, khi mà phụ nữ đầu tiên là mình đừng tự ti, mình tự tin, mình hãy tự tin đi. Ví dụ trong cái mặt mình hay là trên người mình hay là trên tính cách của mình có một cái điểm nào đó mình cảm thấy mọi người thừa nhận điểm đó em tốt đó, hoặc là điểm đó em dễ thương đó, mình lấy điều đó mình làm mình tự tin. Bởi sao khi mà phụ nữ mà tự ti á là mình đã tự đau mình xuống, mình đang tự gọi là tự đối với văn phong của Nam Thư là đang tự giết bản thân mình 50%. Đó là tiêu chí của chị Nam Thư. Không biết là những khách mời đã chia sẻ như vậy, không biết khán giả của chúng ta ở dưới hậu trường có những muốn chia sẻ như thế nào thì xin hỏi một vài khán giả ở dưới ha. Thì quan điểm của các chị về người phụ nữ quyến rũ như thế nào ạ? Xin mời bộ phận truyền micro cho một khán giả. Dạ. Xin mời bất cứ khán giả nào ạ. Với câu hỏi nào mà khán giả đặt ra hay nhất thì sẽ nhận được những phần quà của ban tổ chức chúng tôi. Xin mời. Mời chị. Kính thưa ban tổ chức, qua cái trao đổi của chị hai chị Hồng Vân và chị Nam Thư thì chúng tôi rất là tâm đắc ở cái là phụ nữ là phải tự tin. Trước tiên tự tin sẽ cho mình một cái điều mà rất là tốt ở trong các cái hoạt động của mình. Nếu mình tự tin, mình có thể là tự đưa ra những cái sự suy nghĩ, tất cả những cái nào mà có cái sự sáng kiến của mình có thể là rất là thoải mái. Còn nếu phụ nữ tự tin, tự ti thì tức là tự coi như là khép mình vào ở một cái vị trí không dám nhìn ai và làm cái gì cũng thiếu tự tin. Tôi xin hết ạ. Xin mời chị giới thiệu về mình tí ạ. Tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Thị Thu Hoa ở phường Long Bình ạ. Xin mời chị nhận một phần quà từ ban tổ chức của chúng tôi. Xin mời một khán giả nữa đi ạ. Xin mời chị. Thấy chị giơ tay phải không ạ? Bất cứ chị nào đi, em báo đại nha. Các anh chị nghĩ như thế nào về một người phụ nữ quý chủ ạ? Xin mời chị. Xin mời. Xin mời chị luôn. Nói chung là hai khách mời nói thì mình là người phụ nữ, mình sống trên đời này mình phải tự tin là tất cả. Chị có nhiêu đó thôi. Chị thể là trong công việc chi tiêu cuộc sống tài chính như thế nào chị? Thì nói chung chi tiêu đời sống thì mình cũng vẫn bình thường, mình hãy tiết kiệm phần nào được phần đấy. Có phụ thuộc vào ai không ạ? Mình sống mình phải tự tin về mình, đừng phụ thuộc vào ai hết. Chị giới thiệu về mình. Chị là một người công nhân làm công ty Taiwan. Mời chị nhận một phần quà ý nghĩa của ban tổ chức chúng tôi. Vừa rồi là những chia sẻ rất là chân tình của hai khán giả. Không biết là nếu được lựa chọn ba yếu tố quan trọng nhất mà để làm nên một người phụ nữ quyến rũ thì đó là ba yếu tố nào? Xin mời chị Nam Thư. Nếu mà được chọn về gọi là ba thứ để quyến rũ nhất của một người phụ nữ thì tôi sẽ chọn là đầu tiên là về nhan sắc.
Dạ, cái nhan sắc đầu tiên cái gì chứ, thiệt sự nói về nhan sắc mình sẽ mổ xẻ. Đầu tiên là bản thân Thương rất là, Thương là một người rất là rất yêu bản thân mình. Dạ, yêu bản thân mình. Bởi vì sao Thương rất yêu bản thân mình? Bởi vì bản thân mình, nếu mình không yêu mình thì người khác, bản thân mình còn không biết yêu mình, thì người khác nhìn vào làm sao người ta có gọi là, người ta có thấy ở cái cô này tràn trề sức sống, cái cô này nhìn vào là thấy cổ mình có cảm tình với cổ được. Yêu bản thân là sao? Đầu tiên đó là Thương sẽ không bao giờ ngược đãi bản thân mình, tức là không để mình xấu. Tại không để mình xấu, không để mình tự ti, không để mình gọi là bị xuống cấp về mặt tinh thần lẫn nhan sắc, không bao giờ làm điều đó. Thư thì một người chưa lập gia đình, giống như là chị Dân ở đây, thì Thư nghĩ như thế này nè. Mình nhìn mình còn chán. Một người sống với mình, người ta sống với mình, ví dụ là kết hôn tới cuối cuộc đời, ngày nào cũng nhìn không lẽ không chán. Thì bởi bây giờ mình phải làm gì để cái người đối diện của mình, người bạn đời của mình không chán? Dạ em chưa lấy chồng thôi đó, mà em lo xa dữ dội lắm. Không biết em về mà em cưới chồng rồi, không biết em có chiêu có trò gì không. Đầu tiên là về nhan sắc, chúng ta sẽ mổ xẻ. Thứ hai đó là về vấn đề kiến thức. Kiến thức của một người phụ nữ, Thư là một mẫu người phụ nữ rất là hiện đại. Thì rõ ràng là hồi xưa là có nhiều người suy nghĩ là phụ nữ thì không cần phải biết nhiều quá, phụ nữ thì không cần phải học nhiều quá. Nhưng mà đối với Nam Thư không phải vậy, Thư không nghĩ vậy. Phải biết chứ, ví dụ như mình phải biết chứ, mình phải biết kiến thức nhiều chứ. Thậm chí chồng mình làm ngành gì, ví dụ chồng mình làm về kinh tế hay làm về thuế hay làm về cái gì đó đi, thì mình cũng phải biết sơ sơ về cái chỗ đó. Ví dụ bữa nay ông nói anh ổng đi nhậu về đi, mà ông nói hôm nay anh đi nộp thuế về hơi trễ, nộp thuế nào mà 5:30 chiều mới về tới nhà, đúng không? Bây giờ em ơi anh bận lắm, anh phải đi gặp khách hàng. Mình phải tìm hiểu khách hàng, đối tác công ty đó, rồi mình phải tìm hiểu một phần nào đó về công việc của chồng mình. Thì tức là lúc đó một cái điều thuận lợi nữa là mình vừa có thể là kiểm soát được một phần nữa là mình có thể tìm hiểu, biết thêm nhiều kiến thức. Và kiến thức nó không dư, khi người đàn ông kế bên mình mà thấy phụ nữ này không đơn giản, cô gái của mình thông minh đây, thì rõ ràng là họ phải không bao giờ dám, đầu tiên là không bao giờ dám làm điều gì sau lưng, và thứ hai nữa là có một cái sự tôn trọng cho cả hai. Điều thứ ba nữa đó là về kinh tế. Thư rất là thích cái chủ đề hôm nay, là tại sao độc lập, phụ nữ quyến rũ vì nàng độc lập về kinh tế. Tại sao độc lập về kinh tế? Khi ví dụ bản thân Thư đang độc thân thì rõ ràng là chỉ một mình lo cho mình thôi, mình đang rất là độc lập về kinh tế. Nhưng mai mốt về mà ví dụ mình đi lấy chồng đi, thì Thư cũng sẽ làm việc tư tưởng với chồng mình là độc lập về kinh tế. Mà nếu ảnh không muốn độc lập thì ok, em chơi quỷ đen. Rõ ràng là em phải xài quỷ đen. Nếu mà ảnh không muốn độc lập thì em xài quỷ đen. Ok, em độc lập trong âm thầm. Tại sao nhiều người nói là Nam Thư có cái suy nghĩ tiêu cực quá, khi mà gọi là lo lắng xa hoặc là quỷ đen cho hôn nhân. Chút nữa mình làm thêm chủ đề là tại sao có quỷ đen nữa. Tại vì Thư nghĩ gì nè, chắc là Thư hơi bi quan về tình yêu lẫn hôn nhân. Thì đối với Thư, cái cuộc hôn nhân á, như ông bà cha mẹ Thư thì thực sự là Thư rất ngưỡng mộ. Bởi vì sao? Họ có thể sống với nhau 10 năm, 20 năm. Còn bây giờ mọi người đọc rồi đó, đọc báo hàng ngày rồi đó, thấy là chia tay rồi showbiz hàng ngày là có những cặp đôi tan vỡ. Thì ví dụ bây giờ đi, khi mà mình còn xinh đẹp, còn quyến rũ, ảnh cưới mình về. Xong khi ảnh cưới mình về, ví dụ như là nó thôi em ở nhà đi, em đẻ con thôi. Em đẻ cho anh khoảng 2 đứa rồi, em khỏi đi làm diễn viên nữa. Xong cái mình đang, ví dụ eo mình đang 60 đi, mình đẻ xong cái eo mình khoảng 75 đi. Xong anh nói trời ơi, nhìn nào ngày về cũng nhìn thấy thịt kho học dịch, ngán quá. Xong khi ảnh bắt đầu kiếm cái cô khác ngoài kia eo nhỏ hơn, rồi xong cái lúc đó ví dụ đổ vỡ rồi, bắt đầu hai đứa hai nơi rồi, lúc đó mình ra mình bị chới với, mình không có cái gì hết đó. Mình phải tính cái hướng đó. Ok, có thể là nói là mình hơi bi quan, nhưng không đâu đó. Đó, thấy không, mình đi cái nước đó là mình phải lật lại cái tiêu chí đầu tiên rồi đó, là phải yêu bản thân đó. Tức là phụ nữ là phải độc lập, rõ ràng độc lập về mọi thứ. Thì sao, nó có rất nhiều cái điều gọi là hệ quả tốt, chứ phải hệ quả, chứ phải hệ lụy đằng sau. Rõ ràng là khi mà phụ nữ độc lập thì chúng ta có thể quyết định được cuộc sống của bản thân mình đó. Dạ em hết, để chị Dân nói đi, chứ mình em là có thể cầm micro mà nói 2 tiếng đồng hồ.
Đó là yếu tố quan trọng tạo nên một người phụ nữ quyến rũ đối với chị Nam Thư là nhan sắc, rồi kiến thức, tài chính. Còn không biết chị Hồng Vân như thế nào? Nói chung Vân hoàn toàn đồng ý với Nam Thư. Về cơ bản thì đó là ba cái yếu tố rất là quan trọng với một người phụ nữ. Theo Vân thì để mà có được cái việc mà có được ba cái yếu tố đó thì điều đầu tiên mình cũng nên có một cái sự tự hào, đã tự hào vì mình là một người phụ nữ. Thực ra mình mọi người cứ hay nói là phụ nữ là phải đấu tranh bình đẳng với đàn ông, nhưng nếu mà suy nghĩ đúng hơn thì theo bản thân Vân, như đàn ông có nhiều thứ không bằng, không có lợi thế bằng phụ nữ đâu. Cho nên một người phụ nữ khi mà tự hào về giới tính của mình, và từ cái sự tự hào đó mình sẽ phân tích được là điểm mạnh, điểm yếu của mình ở đâu. Từ chỗ đó mình mới có thể ra được là chỗ nào mình có thể tự tin về bản thân, điểm nào khuyết điểm mà mình còn cần có thể trau dồi thêm để mà nâng cao thêm cái sự tự tin của mình nữa. Mỗi ngày đều tự hào và đều tập cho mình cái thói quen chăm sóc bản thân mình. Đó sẽ là những cái bước đầu tiên để mà tạo nên một cái người phụ nữ sau này có một cái ý chí để mà tạo dựng cho mình một cái cuộc sống độc lập, không phụ thuộc vào ai. Từ cái sự độc lập đó nó sẽ dẫn tới là không bao giờ mất đi cái sự tự tin của mình. Bây giờ chúng ta cùng xoáy sâu hơn về yếu tố độc lập. Thì được biết là chị Hồng Vân cũng có thời gian mình sinh sống ở Úc phải không chị? Dạ. Không biết là chị có thể chia sẻ cho khán giả ở đây biết là cái khoảng thời gian đó thì chị đã tự chủ về cho mình như thế nào ạ? Thực ra lúc nào mà mọi người hỏi về cái khoảng thời gian mà thời còn trẻ của Vân thì Vân phải cảm ơn mẹ Vân trước. Tại vì Vân được nuôi dạy rất là văn minh bởi một bà mẹ rất là độc lập. Thành ra là từ nhỏ mình đã được nuôi lớn với một cái ý thức là luôn luôn mình phải là người đầu tiên lo cho mình trước. Vân đi du học ở thời điểm đó là 16 tuổi. Là mới có đầu cấp 3 thôi, là đã một mình đi sang bên Úc rồi. Cả gia đình thì ở Việt Nam và ở bên đó là chưa có họ hàng hay bạn bè thân thích thì qua trước. Thì ở cái lứa tuổi đó thì khi mà ra đi á, thì mẹ chỉ có nói là chỉ việc học thôi, không phải làm gì hết. Nhưng mà thực sự đến khi mà bước chân qua bên Úc rồi và thực sự là phải bắt đầu xoay sở với cái cuộc sống, mặc dù mới 16 nhưng mà đã là cuộc sống riêng của mình rồi, thì mới thấy là tất cả những cái sự chuẩn bị của mẹ cho mình từ nhỏ, từ những cái việc nhỏ xíu như là nấu được một bữa ăn tươm tất cho bản thân, đến cái chuyện là làm sao có thể sắp xếp được thời gian trong một ngày để làm việc và học tập hiệu quả nhất, và đồng thời là có một cái tư duy là phải kiếm tiền càng sớm càng tốt, nó rất là hữu ích. Vân qua đó thì chắc cỡ chỉ khoảng chừng bị 3 tháng đầu tiên là phải làm quen với lại việc học và môi trường sống mới. Xong ngay sau đó thì vừa mới hết bỡ ngỡ một chút là việc đầu tiên là đi tìm việc làm thêm. Với mục đích ban đầu chỉ đơn giản là muốn trao dồi thêm ngoại ngữ tiếng Anh. Tại vì trong cái lúc làm thêm thì mình sẽ rèn luyện được cái sự tự tin cho mình, đồng thời là cái vốn từ của mình cũng sẽ tăng lên nhiều hơn là chỉ là việc học không thôi, và đồng thời là kiếm những cái món tiền đầu tiên để có thể là mua sắm những cái món đồ mình thích, vì chưa phải lo gì về cái chuyện là mẹ đã lo hết tiền học phí và tiền ăn ở rồi. Nhưng mà càng đi làm thì càng cho Vân cái cảm giác là mình mong muốn được quyền tự quyết định những cái việc chi tiêu mua sắm của mình. Sau đó nên là Vân sẽ cố gắng thu xếp thời gian để tăng dần cái thời gian làm việc lên. Khởi đầu thì là để dành để cho học phí cho những cái môn học ngoại khóa mà mình thích, không nằm trong những cái môn học chính khóa mà mẹ đã trả tiền rồi. Và đến năm thứ 2 thì bắt đầu là gợi ý với mẹ thêm, mẹ ơi có thể là con sẽ bớt tiền ăn, con không xin nữa, tiền ăn cũng bắt đầu tự lo. Và đến gần như những cái năm mà chuẩn bị về nước thì Vân đã hoàn toàn có thể là tự xoay sở được một cái cuộc sống không gọi là sung túc đâu, nhưng mà với một cô gái trẻ thì Vân nghĩ là cũng là một cái cuộc sống cũng tương đối là thoải mái và đáng tự hào. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để
Nghe chị phần chia sẻ rất là chân thành và thực tế của chị. Còn không biết chị Nam Thư thì sao để có được một mỹ từ rất là đẹp đẽ, đó là kiều nữ là ngài. Thì không biết là chị đã trải qua quá trình của mình như thế nào ạ? Thực sự là em không có được may mắn như chị Dân đây, là được được sinh ra gọi là trong một cái gia đình là có điều kiện. Em khác, quê em ở bây giờ, tức là đối với em á, rõ ràng ngay bản thân Nam Thư không phải mình sinh ra là mình có thể là một người phụ nữ độc lập được, mình sinh ra mình có thể là một người phụ nữ giỏi giang được, phải là cho thời gian trui rèn. Thì chị Dân đã kể về quá trình 16 tuổi qua Úc, còn em kể cuộc đời em rất thiệt. Quê em, gốc của em là ở Huế, ba mẹ em ở Huế, hai người vô Vũng Tàu gặp nhau đẻ sinh ra em, rồi em gốc Vũng Tàu. Em gốc Vũng Tàu, sau em lên Sài Gòn em đi học. Đó, em đi học, sau em yêu một anh chàng. Thì thực sự là em cho phép em là em sẽ chia sẻ rất thật bản thân, vì em biết là các chị ngồi ở dưới, ngồi và đang nghe mà nghe một cách sáo động quá thì hồi cũng sẽ bị chán buồn ngủ. Và em không muốn là mình có thể giao lưu đây mất thời gian của mấy chị, nên em sẽ nói một cách thật nhất để mấy chị cảm thấy là có thể mở lòng và chia sẻ. Đó. Em yêu một anh chàng, em yêu một anh chàng đó trong vòng 6 năm. Và đó là tình yêu đầu đời của cuộc đời em. Và thực sự em yêu anh chàng đó là em... Mẹ sao, hồi xưa mẹ em có nói là thiệt luôn á, mẹ rất là sợ con yêu, bởi vì sao? Mà khi mà con yêu rồi là mẹ biết là mất đứa con gái. Tại con gái mà yêu bất hiếu lắm, em không tin. Em không hề tin, em nói yêu mà có hiếu. Mà không, sau khi xác định em yêu 6 năm xong là em biết bất hiếu thiệt. Em rất bất hiếu luôn. Bởi vì sao? Bởi vì em yêu là em cứ tập trung vô người em yêu thôi. Em lúc đó em đang đi học cao đẳng, em học cao đẳng sân khấu điện ảnh, là em học mà em say mê anh đó lắm. Tức là mỗi tháng là thường thường là khoảng tháng hai tháng là chạy về quê thăm lần. Trời, đi Vũng Tàu bước nào bước hồi nãy qua hỏi suối tiên đó chưa tới mà ta, cái cô mát hay cái siêu thị xưa là cô ra đó đúng không, quẹo trái cái đi thẳng, đâu quẹo phải cái đi thẳng bon về nhà. Không, bà không về, bà mê trai, bà hàng ngày đi học gặp anh đó, được gặp mặt, được điện thoại nhắn tin là với anh đó, gặp ở trên trường sân khấu là chỉ vui vẻ và chỉ quên luôn. Sau một thời yêu gian, yêu ngập tràn trong hạnh phúc xong thì bắt đầu tan vỡ. Sau 6 năm yêu nhau thì bắt đầu mới nhận ra, mình bất hiếu quá. Xin lỗi mẹ, mẹ ơi, những thời gian qua con đã không có dành thời gian nhiều cho mẹ. Con biết là, con thực sự lúc đó mình cảm thấy, lúc đó là thương yêu từ lúc 19 tuổi tới 6 năm là nhiêu chị, hai mấy tuổi à? Em quên cộng rồi, tại sáng đầu em chưa tỉnh đó. 25 tuổi. Yêu sao 25 tuổi. Sau khi 25 tuổi sống là trời ơi chết rồi, mình sai quá. Nghỉ yêu, tập trung vô đi làm. Gửi tiền về cho ba mẹ liền. Hồi xưa là đã bù lại 3 năm trời, gần 5 năm trời ba mẹ nuôi, gửi tiền đi học, nuôi mình đi làm để gửi tiền về nuôi ba mẹ. Trời, tháng đầu tiên gửi về 500 ngàn mà bà tưởng bà gửi 50 triệu không? Bà làm thấy ghê lắm. Mẹ, con có tiền gửi gì cho mẹ nha. Mẹ tưởng thấy ghê lắm, ra bưu niệm nhận 500 ngàn. Nhưng mà điều đó là mẹ bắt đầu mình cảm thấy là mình phải độc lập. Để đầu tiên, điều độc lập đầu tiên là mình sẽ không phụ thuộc cho ba mẹ nữa. Mình phải tự đi kiếm tiền. Trời, vai đầu tiên bước ra sân khấu, biết đóng vai gì không quý vị? Dạ, em đóng vai, em làm gái bị bắt. Bước ra đứng đang múa, xong đi diễn với phường như này, công an kia, xong bước mắt, em bị bắt. Rồi xong, lãnh được, nhớ lúc đó lãnh được 30. Lãnh được 30 mà rất vui, rất là hạnh phúc. Thì sau một thời gian đi làm tích góp được, không yêu nữa, quyết định không yêu nữa. Xong bắt đầu là chuyển lên, nghỉ yêu 2 năm, xong yêu tiếp, yêu một anh chàng kỹ sư. Anh chàng kỹ sư, bắt đầu yêu sống, mình có kinh nghiệm rồi nha. Thời điểm 19 tuổi mình yêu khác, qua tới 27 tuổi mình yêu khác. Dạ, đừng nói chứ bây giờ mình có thể tắt cái khúc live stream đi, đừng chia sẻ, năm nay em 30 rồi. Dạ, em không bao giờ muốn thừa nhận điều đó. Lúc nào em cũng nghĩ em mới khoảng là tuổi sinh lý là 30, nhưng mà tuổi tâm lý là mỗi 15 thôi. Bởi vì rất sợ mình già. Kể tiếp, nghỉ yêu 25 tuổi là nghỉ yêu đúng không? Nghỉ yêu 2 năm là 27 tuổi yêu tiếp. 27 yêu khác, yêu gọi là chín chắn hơn và quyết định tiến tới hôn nhân. Là ba mẹ nhà mừng quá rồi. Mừng quá cho mừng rồi, nhưng mà không. Cuộc tình yêu đó, cái tình yêu đó cũng đổ vỡ. Đó, cũng đổ vỡ. Bởi vì sao? Thực sự là lúc đó thì Thư chưa đi thi Cười Xuyên Việt. Thư chưa mọi người biết tới. Lúc đó mọi người chỉ biết mặt chứ không biết tên. Rất may mắn sau khi đi Cười Xuyên Việt thì mọi người biết tên, biết mặt. Còn lúc đó là người ta hay mà dùng là có tuổi mà chưa có tên đó. Đó, không ai biết luôn.
thì bắt đầu yêu anh đó. Yêu anh đó thì yêu rất say đắm, say mê. Mẹ, và đặc biệt ba mẹ rất thích bởi vì ảnh rất hiền, rất ngoan. Nhưng mà được cái là ảnh không có thông cảm được cái nghề của Nam Thư. Bởi vì sao? Ảnh nói thứ nhất là đi sớm về khuya, thứ hai nữa là ảnh không thích, ảnh hay ghen nữa, ảnh không thích. Nhưng mà bây giờ anh nói thôi bây giờ em bỏ nghề đi. Anh nói anh ơi bây giờ em bỏ rồi em làm gì giỏi nhất? Bởi vì em chỉ thấy em làm nghệ thuật giỏi nhất thôi. Chứ không lẽ bây giờ em ra vậy mà kêu em làm spa giống chị Dân, em ngồi chỗ em không làm được. Em không làm được. Hoặc là bây giờ anh nói là anh có thể mở cho em một cái shop, em cũng không làm được, em chỉ thích làm nghệ thuật thôi. Bất đồng quan điểm, chia tay, ba mẹ từ mà. Từ luôn. Tại ba mẹ là người Huế, ba nói một câu rất nhẹ nhàng: gần 30 rồi không lấy chồng mới một chọ lấy. Đau khổ liền. Rất đau khổ, nhưng mà tức là đấu tranh. Đấu tranh cho bản thân. Con cảm thấy là con sẽ tù túng, con sẽ không hạnh phúc và con không muốn sống như điều đó. Xong đấu tranh lên bờ xuống ruộng, ba mẹ thua bởi vì sao? Quá lì. Với lại đâu ở gần đâu, ở xa nữa, ba mẹ với Tàu ở đây, Thư ở trên này, rồi xong. Và sau đó Thư đi thi thì Thư có cơ hội nhiều hơn. Rõ ràng như hôm nay Thư đứng đây rất hạnh phúc được gặp mọi người, là thực sự là từ quý vị đã cho Thư cái cơ hội đó, là biết mọi người biết nhiều hơn. Thì bắt đầu mình sẽ bắt đầu mình kiếm tiền nhiều hơn. Bắt đầu em trở thành một con người dễ sợ, là em vô cùng ham tiền. Em ham tiền tới nỗi bây giờ ba mẹ nói thôi bây giờ lấy chồng đi, năn nỉ luôn, lấy ai cũng được. Không, con bây giờ là con mê anh tiền rồi. Bởi vì hồi xưa là con chỉ kiếm được một thôi, bây giờ con kiếm được năm rồi. Chứ hồi xưa là mình đi Thư đi đóng phim đi, thực sự có tháng, một tháng thu nhập của Thư là có thể là chòm chèm luôn á, là 10 triệu. Bây giờ có thể một ngày mình đi quay á, trời ơi, lần đầu tiên mà một ngày mình đi quay Thư cầm được 10 triệu mà Thư đứng như nè. Trời ơi, được 10 triệu. Lần đầu tiên Thư làm được một cái sổ tiết kiệm 200 triệu. Thư chụp hình cái sổ tiết kiệm đó, Thư gửi cho anh Hoài Linh coi. Ông Hoài Linh nói một câu mà tôi rớt nước mắt: phải mai mốt phải có nhiều con số không ở đằng sau hơn, đúng không? Tại vì mới có 200 triệu à, phải nhiều hai con số không đằng sau hơn được. Và tham vọng của em là không dừng lại đó. Ví dụ năm trước nữa em được 200 triệu thì bây giờ em phải tiêu chí em 10 năm nữa em phải con số em phải lên 20 tỷ. Mà muốn làm được điều đó, đầu tiên mình phải tự tin. Mình tự tin, mình yêu bản thân đó thì mình mới làm được. Giống như em không yêu bản thân em không muốn tranh đấu, là giờ em đi lấy chồng mà nhiều khi em ngồi đây làm ba đứa rồi mà không được ngồi đây luôn. Em không sẽ được, không bao giờ được như chị Dân. Đó, mọi người nhìn đi. Chị Dân yêu bản thân mình thì ai nhìn vô bà Dân nghĩ là cô ấy ba đứa con. Quá xinh đẹp, quá trẻ trung. Chị sinh năm mấy chị? Chị sinh chỉ hơn em 2 tuổi mà coi đó. Nghĩ nói chuyện đi cưng, nghĩ nói nghĩ chuyện tuổi không? Ừ, mình đừng có đề cập tuổi qua. Ở đây. Bỏ qua. Ừ, mình quên luôn 12 con giáp luôn, hiểu không? Đó là sau, ủa em kể tới đâu ta? 20 tỷ. À, tham vọng của em là 10 năm sau nữa em phải có 20 tỷ. Em không biết làm được hay không. Người ta nói mà đâu có ai đánh thuế giấc mơ đâu, mơ thì mình cứ mơ đi, mình mơ miễn sao mình vui là được rồi. Một đó là quá trình đã trui rèn em trở thành một người phụ nữ độc lập. Và nhưng mà trở thành người phụ nữ độc lập thì nó sẽ có cái hệ lụy đằng sau nữa. Tí xíu nữa mình chia sẻ sâu hơn. Đó là em chia sẻ về quá trình của em. Không biết là nãy giờ em nói thì ở dưới có ai muốn hỏi hay ý kiến gì về gọi là cái có ai tiền. Ở trong này hả? Có gì vậy? Có ai muốn hỏi về quá trình kiếm tiền? Quá trình kiếm tiền. À, mình có hỏi gì thì hỏi, đừng hỏi giá cách xê của em là được nha. Cái đó ngại chia sẻ lắm. Nói đùa thôi chứ là thật sự đó là một quá trình đã giúp đỡ Nam Thư, đã trui rèn mình thành một người suy nghĩ có thể thay đổi. Và điều đầu tiên mà Thư có thể thay đổi được duy nhất là Thư có thể đấu tranh với ba mẹ để mình sống cho mình. Chứ không là nếu mà Thư nghĩ là nếu mà bây giờ Thư kết hôn rồi thì chắc là Thư không được như bây giờ. Dạ, tiếp đi anh MC. Một lần nữa chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho chị Nam Thư ạ. Lúc nãy chúng ta đã đề cập đến làm thế nào để độc lập. Bây giờ chúng ta hãy sẽ sâu hơn vào là độc lập trong tư duy. Để trở nên độc lập thì trước tiên phải độc lập trong tư duy, trong suy nghĩ của mình. Nhưng làm thế nào suy nghĩ của mình trở nên độc lập hơn, thưa chị? Xin mời chị Hồng Vân trước ha. Thật ra độc lập trong tư duy á, thì nói thì nghe có vẻ rất là cao siêu. Nhưng mà theo Vân nghĩ thì nó xuất phát từ những cái điều hàng ngày thôi. Rất là đơn giản. Đó là
mình phải tự tập cho mình cái thói quen chăm sóc bản thân. Vì mình không thể độc lập được trong một cơ thể yếu đuối, trong cơ thể yếu ớt, không đủ sức khỏe. Nếu mà một ngày làm việc 8 tiếng về xong mà mình cảm thấy là không còn đủ sức lực để mà có thể đi ăn uống, hay là chắc là cũng nhiều người lập gia đình rồi thì chơi với con cũng là việc mà người phụ nữ hầu như là kể cả là bản năng lẫn là trách nhiệm vô hình mà xã hội giao phó cho con hư tại mẹ mà. Con như thế nào đi chăng nữa thì cái việc mà chăm sóc và nuôi dưỡng con cũng là việc mà được gần như là mặc định giao phó hoàn toàn cho người phụ nữ. Thành ra là mình có thể độc lập được hay không, nếu như mà tự bản thân trong tâm trí mình gánh vác trên vai cả một cái thành kiến của xã hội về những cái việc mà mình phải chịu trách nhiệm như vậy. Mình chỉ có thể hoàn thành được, cân bằng được giữa công việc với lại những cái trách nhiệm vô hình đó nếu như trong mọi thời gian rảnh khi mà nghĩ tới thì mình sẽ nghĩ tới việc đầu tiên là làm gì để cho mình có đủ sức khỏe. Xinh đẹp đương nhiên như Nam Thư nói là một yếu tố quan trọng. Để xinh đẹp được thì trước tiên bạn phải khỏe đã. Khỏe, có sức khỏe xong rồi thì mới từ cái sức khỏe đó mình có đủ sức lực và mình có đủ cái tinh thần để mình nghĩ tới chuyện làm đẹp. Thành ra theo như Vân nghĩ á, thì cái việc mà mọi người sẽ hỏi là một người phụ nữ làm thế nào để có được tư duy độc lập thì đầu tiên là phải cố gắng để luôn luôn cân bằng được giữa cái công việc và những trách nhiệm trong cuộc sống, và phải làm sao để cố gắng kêu gào lên, cố gắng nói cho mọi người xung quanh biết là tình trạng hiện giờ của mình như thế nào, lắng nghe bản thân mình. Nếu mình cảm thấy đuối quá, mệt quá thì mình không thể nào mà cứ tiếp tục gồng lên để mà chăm sóc con, đi nấu nướng cho chồng và ngồi chờ chồng về. Phải nói với chồng là hôm nay em mệt, em không nấu ăn được, anh nếu mà hoặc là về sớm nấu ăn giùm em, còn không là em bỏ đói con anh là ráng chịu. Còn không biết chị Nam Thư thì sao? Cuộc sống của chị thì cũng có từng áp đặt bởi suy nghĩ hay mong muốn của ai đó không? Và chị đã phải đối mặt với chuyện đó như thế nào ạ? Kể rồi là sao, bị ba mẹ ấp lấy chồng xong cái tình yêu thứ hai không lấy, chống đối, làm dễ sợ lắm, làm thấy ghê lắm, chụp hình về mẹ ép nó uống thuốc tự tử mà đâu dám, giả bộ thôi, diễn liền, gọi điện yêu bản thân mà dễ sợ, giả bộ liền, diễn liền. Thực sự nếu mà ba mẹ em coi được live stream này em lại bất hiếu lần nữa, nhưng mà em phải tranh đấu cho bản thân em thôi. Thì đó như là câu hỏi rồi, mình hỏi câu khác luôn. Là xin hỏi chị Hồng Vân nha. Thì chị từng chia sẻ với một tờ báo là việc dạy con đối với chị thì rất là nhẹ nhàng. À, không biết là chắc là chị phải đã đối mặt với nhiều khó khăn rồi, bây giờ xem công việc này nó chỉ là một công việc nhỏ thôi trong vô vàn mình đã từng đối diện với rất là nhiều áp lực phải không chị? Chắc là tờ báo viết nhầm rồi. Viết nhầm. Ba đứa con thì về mặt cơ bản nếu mọi người nhìn vào thì cái xác suất cao là mọi người sẽ nói là nhìn nheo nhóc quá, chứ không thể nào mà nói là nhẹ nhàng được đâu. Theo Vân thì cái quan điểm của Vân là có lẽ là cái phát ngôn đó thì đúng hơn là nuôi dạy ba đứa con là cái niềm hạnh phúc của Vân thì đúng hơn. Còn đương nhiên là trong cái quá trình mà mình làm thì không thể nào mà có thể nói là vừa đi làm và vừa quán xuyến việc nhà mà có thể có bất kỳ người phụ nữ nào mà lại có thể tự tin mà nói là mình có thể làm cái việc đó một cách nhẹ nhàng được. Dạ. Thì nhưng mà Vân rất hay mang tiếng là một bà mẹ làm biếng. Thì cái này thì đúng. Ở nhà thì thường mọi người sẽ nhìn thấy cái tình cảnh là mẹ về nhà thì bắt đầu ngồi gác chân lên ghế, update Facebook. Trong hình Facebook thì sẽ có là bé lớn thì đang lặt rau, đặt cơm, bé nhỏ thì đang lùa em út đi tắm. Cái việc đó là xảy ra hàng ngày trong nhà Vân. Có nghĩa là bản thân Vân cũng quan niệm là các bé cũng là ba bé gái, lớn lên cũng sẽ là ba người phụ nữ. Và điều duy nhất Vân mong muốn cho con, các con có hỏi là con sẽ phải học giỏi để đạt được kỳ vọng của mẹ đúng không? Nó không phải, kỳ vọng của mẹ đặt lên con không phải là vì con học giỏi hay thành đạt. Kỳ vọng duy nhất của mẹ đặt lên con là con sống hạnh phúc.
Và con chỉ có thể sống hạnh phúc được nếu như mà con có những cái kỹ năng cần thiết và có được cái tư duy là làm sao để con luôn luôn con chăm chút được cho bản thân mình. Cái việc con ăn no hay là con ăn có đủ chất dinh dưỡng không, không phải là trách nhiệm của mẹ. Sẽ không bao giờ có chuyện là Vân cầm cái chén bột đi theo đằng sau để mà dỗ dành là con ơi con ăn đi, ăn giùm mẹ đi, không. Việc ăn là việc của con ăn cho con ăn cho sức khỏe của con. Không bao giờ có chuyện mẹ cầm cây đứng kế bên nói con ơi học thuộc bài chưa, không. Việc học là việc chuẩn bị kiến thức cho con để sau này con ra đời con có thể tự sống được. Nên con học là trách nhiệm của con. Ăn uống tắm rửa, thậm chí việc cột tóc đi ra ngoài đường, việc mong muốn làm đẹp và mặc cái gì lên người đi ra ngoài đường để tươm tất cũng là trách nhiệm của con đối với chính bản thân con. Mẹ không có nghĩa vụ gì trong đó hết. Mẹ chỉ có thể cung cấp công cụ và hướng dẫn và trao đổi và chia sẻ để làm sao nó phải vẽ đường cho hươu nó chạy, đừng có bị sai. Vậy thôi, chứ còn hươu sẽ phải tự chạy. Còn hươu mà đã quyết định là đứng tại chỗ thì không mẹ nào có thể đẩy đi được. Bây giờ chúng ta cùng nhau chia sẻ về việc độc lập trong tính cách. Đối với chị Nam Thư thì không biết là hiện nay là chị tham gia rất là tích cực các chương trình truyền hình, các game show và xuất hiện cùng với những nghệ sĩ nổi tiếng khác, thì không biết là chị làm gì để tạo được ấn tượng, dấu ấn riêng cho mình? Những môi trường khác thì Thư không biết như thế nào, nhưng riêng với nghệ thuật, đặc biệt với nền nghệ thuật hiện tại, thì đầu tiên mà làm nghệ thuật là bạn phải yêu nó, cái đó là cái đầu tiên, yêu rất nhiều. Giống như là chị Vân, khi mà chị làm công việc của mình thì phải yêu cái việc của mình thì mình mới làm được. Mình yêu, mình mới thích, mình mới có cảm xúc mình làm. Và đối bản thân Thư thì làm gì làm thì mình đầu tiên mình yêu cái công việc đó. Thứ hai là mình thể hiện cái cá tính của bản thân mình. Tức là nhiều người cứ cho là bị thể hiện quá, dù con nhỏ này tính nó sao hay nhìn thấy nó thể hiện. Không phải, giống như khi mà mọi người ngồi tiếp xúc đây nói chuyện với Thư thì biết nói chuyện với cô gái này, cái cô bé này, cái cá tính cô bé này là như vậy. Và đặc biệt thực sự là cái cá tính thì nó rất là hỗ trợ nhiều trong cái việc làm nghệ thuật của mình. Đó là một cái điều tích cực, nhưng đôi khi đó là một cái điều tiêu cực. Ví dụ như cá tính của Nam Thư khi mà làm việc trong nghệ thuật hay là đi diễn, thì những khán giả mà người ta thích cái những cái cô kiểu cá tính thì nói sao cái nhỏ này cái tính hay hay, nhìn nó rất là nhìn thấy vậy nhưng mà nói chuyện ra thì cũng xàm xàm, cũng khùng khùng. Nhưng mà có những vị khán giả họ khó tính hơn thì họ nói sao lại có thể mà phụ nữ mà có thể ăn nói một cái kiểu như vậy được, hoặc là có thể suy nghĩ như vậy được. Thì tức là lúc nào thì làm nghệ thuật lúc nào cũng có hai chiều dư luận, và bản thân Thư thì cũng quen dần với điều đó. Đầu tiên không quen khóc miết, nhưng mà rất là cũng quen rồi. Bởi vì sao? Mình sinh ra, đặc biệt khi mình làm gì không biết. Ví dụ mấy chị đi, mình đi làm bình thường thôi, mình làm công ty thôi, ta nói có khoảng 3 bà thôi, hoặc là công ty một cái tổ, một cái nhóm 5 bà thôi, mà trong đó là cũng đã thiệt là bao giờ ngồi bên, ta thấy nó không được, nó thiệt thấy vậy chứ nó không phải vậy đâu, không được. Ừ, rồi cũng là đã có chuyện rồi. Huống chi bản thân Thư là đứng trên sân khấu, ví dụ nhiều khi mình ức lắm, mình oan lắm, nhưng mình không có nói được, vậy mình giải thích sao trình bày lên phường, không nói được, ức lắm. Thì bây giờ mình phải chịu, và mình cái điều mà mình làm để mọi người có thể công nhận mình, mình phải cố gắng, mình trui rèn bản thân mình hàng ngày, mình đem cái những gì mình có, mình đem cái tài năng của mình mà thực sự mình có thì mình nên cống hiến, thì để sau này mọi người đón nhận. Anh hỏi gì nữa em quên rồi anh ơi. Tạo dấu ấn ha, dạ. Dấu ấn, dạ, dấu ấn thì rất là nhiều nghệ sĩ khác. Bây giờ mình tham gia cùng các nghệ sĩ gạo cội thì mình có những cái lợi thế cũng như là có cái khó khăn nào hả chị? Tạo dấu ấn với tạo nét nó khác nhau nha. Không biết mấy chị đi nghe chữ tạo nét là có chừng tét nào. Còn tạo dấu ấn là khác. Tạo dấu ấn là đối với bạn thì là tạo dấu ấn khi bạn có tài năng thật sự. Thì bạn cống hiến. Bạn cống hiến, ví dụ mình đóng cái vai đó đi, mình hết mình. Như mọi người ra biết Thư qua cái tiểu phẩm gọi là Đòi Nợ. Thư được một cái là ví dụ khi mà Thư ngồi bình thường sao á, ở dưới sân khấu là thì các em giống như là một cái gọi là không có sức sống á, èo uột, mệt mỏi, nhìn nó buồn chán, mà thảy Thư lên sân khấu thôi là Thư có thể
một cái nguồn năng lượng, gọi là Thư là bị tăng động luôn, một cái năng lượng dồi dào. Em nói thiệt với mấy chị luôn, sáng đi tới giờ em chưa ăn sáng luôn, cũng vậy, chưa ăn gì luôn mà em nói như vậy rồi đó. Huống chi cho nữa mà em mà ăn đâu nữa, trời ơi thiệt. Bây giờ đứng nói tới chiều nói cũng được nữa. Đó, tức là cái dấu ấn thì nó tự bản thân mình tạo ra, và tùy vào cái đối tượng á, mình đưa cái điều đó tới họ có tiếp nhận hay không nữa. Còn về thật sự thì tại vì mọi người Thư được một cái may mắn là bây giờ mọi người biết tới, nhưng mà thật sự nói về cái khoảng thời gian mà làm nghệ thuật thì tới bây giờ Thư cũng làm nghệ thuật được 11 năm rồi. Nên khi mà diễn chung với các anh chị á, các anh chị lớn ở trong nghề thì mọi người đã quá quen rồi. Tại trước đó là mình vẫn đi diễn thường xuyên rồi, nhưng có điều lúc đó mình chưa được mọi người biết tới nhiều, mình chưa nổi tiếng. Nên khi nổi tiếng rồi cái điều đó nó cũng không có gọi là khoảng cách gì lắm với mấy anh chị. Quá quen rồi, quá quen rồi. Cảm ơn chị Nam Thư. Còn chị Hồng Vân, thưa chị, khi được biết là chị trở về Việt Nam tham gia nhiều dự án khác nhau á, một tay mình chăm lo cho ba đứa con, rồi còn tham gia cả viết sách nữa. Chắc là nhiều khán giả cũng như là Đình Dư cũng rất là muốn biết là cái sức mạnh nào để giúp cho chị mà có được nhiều năng lượng để làm được nhiều việc như thế ạ. Nói một tay là về sẽ bị mắng, tại vì thực sự nó không phải một tay. Nhà Vân thì đúng là tại vì có quan niệm là không giao con cho người giúp việc, phải tự mình nuôi lớn con mình. Thành ra là con Vân năm nay là bé lớn nhất là 11 tuổi rồi, thì cũng là chưa có ngày nào mà ba bé bị giao cho một ai khác mà ngoài ba, mẹ và bà ngoại. Thành ra là nói là một tay thì không phải, tại vì khi mà đưa ra cái thỏa thuận như vậy thì bản thân Vân nhận được sự hỗ trợ rất là lớn từ phía ông xã và cũng như là bà ngoại của các bé. Mọi người cùng nhau thống nhất cái nguyên tắc đó thì cũng đồng nghĩa với việc là sẽ cùng chung tay để hỗ trợ mình. Như Vân nói, không có một người phụ nữ nào mà có thể tự tin nói là mình có thể vừa đi làm mà vừa quán xuyến công việc nhà mà không thấy mệt mỏi hết. Nhưng mà tất cả những cái lúc mệt mỏi như vậy, ví dụ Vân chỉ kể cái chuyện ngay gần đây thôi, mới tối hôm thứ Sáu là ngày hôm đó có quá nhiều việc dồn vào và Vân phải làm đi, sau khi chở con đi học thì làm liên tục cho tới giờ đón con về, và các bé vẫn còn đi học ngoại khóa. Thì mấy mẹ con là khi mà bắt đầu chở các bé về thì là lúc đó là khoảng hơn gần 8 giờ tối, thì vừa leo lên xe là mẹ đã nói luôn là hôm nay mẹ mệt quá. Thành ra là mấy chị em về thì mình phân công luôn là mẹ sẽ không nấu được thì mình sẽ gọi đồ ăn. Trong lúc mẹ gọi đồ ăn xong á, thì mẹ sẽ đi tắm và mấy chị em tự lo cho nhau giùm mẹ nha. Thì vừa về đến nhà là Vân làm đúng những gì Vân nói, là Vân gọi đồ ăn xong Vân đi tắm và sau đó Vân leo giường và Vân không biết gì nữa. Thì khi mà Vân cảm ơn Thư. Khi mà Vân tỉnh dậy thì Vân nghe là tiếng chuông mà báo là đồ ăn giao tới rồi, và các bé ngay lập tức là đi ra nhận đồ ăn xong nhau lên nói là mẹ ơi mẹ cứ nằm trong đó đi nha, tại vì đồ ăn mới tới rồi chứ chưa có sẵn sàng, có gì xíu nữa rồi tụi con gọi mẹ ra sau. Thì cũng nằm chờ cái tiếng gọi là mẹ ơi mẹ ra ăn cơm, nhưng mà khoảng chừng 10 phút sau thì thật ra là các bé cùng nhau bê một cái khay cơm vào tận giường cho mẹ. Thì thật ra cái cảm xúc lúc đó là mình mệt quá rồi, thành ra là chỉ có là cảm ơn con thôi. Và ăn cái chén cơm đó có đầy đủ tất cả các món, một cái đĩa, trong một cái đĩa đồ ăn, xong thêm một cái chén canh và một cái chén cơm nữa. Thì Vân nghĩ là cái sức mạnh để mà Vân có thể vượt qua được tất cả những cái lúc mà mình yếu đuối như vậy á, là mình có cái sức mạnh là mình biết là xung quanh mình có những người luôn yêu thương mình, có những người luôn mong mình có sức khỏe, và có những người luôn mong mình được hạnh phúc. Và vì là có những người luôn yêu thương mình như vậy thì tại sao chính bản thân mình lại không yêu thương mình để mà mình còn có sức khỏe để mình lo lại khi mà những người mình yêu thương cần đến mình. Nói không xa, nói là đâu đó khoảng chừng vài năm trước là nhà Vân có một cái cuộc khủng hoảng kinh tế nho nhỏ. Thì ở cái thời điểm đó thì hồi nãy Nam Thư có nhắc đến chuyện quỹ đen thì Vân buồn cười quá, tại vì thực sự là cái đó là cái điều rất là đúng đắn. Trong cái lúc mà gia đình mà gặp khó khăn về tài chính á, thì cái điều áy náy duy nhất của Vân và cái điều mà Vân trăn trở là tại sao cái lúc mà gia đình làm được á, mình lại không lập quỹ đen.
nói là quỷ đen thì nghe nó có vẻ tiêu cực. Chính xác chị. Nhưng em rồi đó. Đúng rồi, nhưng thực tế không phải như thế. Dạ. Nó là những cái giống như là cái lưới bảo hiểm. Đúng, đúng. Mà khi mà cần thì phụ nữ mang tiếng là chân yếu tay mềm là chỉ là thể chất thôi, nhưng tinh thần chúng ta rất là vững vàng. Những cái lúc mà khủng hoảng kinh tế thì thực sự mà nói, mình cảm giác là mình có trách nhiệm mà mình phải là chỗ dựa cho ông xã nữa và cho cả con mình. Thành ra cái lúc đó là cái niềm mà cắn rứt duy nhất của Vân, là tại sao cái lúc mà Vân làm được, Vân lại không nghĩ tới chuyện là lập quỹ đen để mà có cái lúc nào đó mình có thể giúp được cho gia đình mình. Và ngay khi mà cố gắng gồng lên để vượt cùng nhau, để hai vợ chồng vượt qua được cái giai đoạn đó, thì Vân và ông xã đều thống nhất là việc gì cũng vậy. Cái việc mà tạo được mấy cái quỹ an toàn cho gia đình, nó sẽ luôn luôn là cái việc quan trọng nhất. Nó giống như là việc chăm sóc chính bản thân chúng ta vậy. Sức khỏe của bản thân mình với sức khỏe tài chính nó giống nhau lắm. Mình phải đảm bảo được cả hai việc đó thì mới có được cái hệ quả là một cuộc sống hạnh phúc và bớt lo âu. Không biết chị Đồng Thư có bổ sung nào về cái việc mà thành lập quỹ đen của chị Hồng Vân không ạ? Đó, thấy lợi ích của quỹ đen chưa? Phụ nữ mình có quỹ đen là mấy ông chồng nhà chắc chắn có quỹ đen. Có chắc, không thể nào không có được. Anh Phó Chủ Phường luôn cười luôn rồi. Anh có quỹ đen. Không biết like chi mảnh vợ đang coi không, quỹ đen anh giấu ở đâu, ở giày. Thực sự Thư có một ông anh, thiệt luôn á, ổng lầy tới nỗi quỹ đen nha, mà biết ông giấu ở đâu, ông buộc tiền vô cái bịch ni lông á, sao ông cột lại, sao ông bỏ vô cái bồn nước mà bồn cầu á, nhấn nước á, ông bỏ vô trong đó đó. Xong một ngày đẹp trời cầu bị nghẹt. Bà vợ mở cái cầu ra, mở ra xong phát hiện sao trời ơi, một cục tiền. Chi ra không nói gì hết, bà cầm hết. Xong ông đi về mấy ngày đó làm sao, kêu ông vô ông kiếm. Ông kiếm hoài ông không có. Xong kiếm bắt đầu ông mới can đảm hỏi. Xong bà hỏi làm hỏi bao nhiêu tiền, ông nói có mấy triệu à. Mà kính thưa mấy chị, số tiền đó là tới mười mấy triệu lần. Mà ông nói có mấy triệu à, ông kiếm không ra. Xong cái bà nói bà lấy rồi, bà chị tôi bà nói bà lấy rồi. Xong ông xin lợi. Dễ gì đúng không chị? Dễ gì, ví dụ mấy bà đây lục bóp mấy ổng mà lấy được tiền, dễ gì cho lại. Không, nhưng mà chị em rất nhất nhân đạo, cho lại đàng hoàng, cho đúng 500 ngàn. Xuất sắc, đó thấy chưa? Chị em mình có quỹ đen là mấy ông ở nhà chắc chắn có quỹ đen. Chia sẻ vậy cho vui, tôi thực sự là Thư rất là, đầu tiên là Thư, bản thân Nam Thư rất là thích cái cách dạy con của chị. Đầu tiên là dạy cho các bé kỹ năng sống rất cao. Kỹ năng sống rất cao. Kỹ năng sống là gì? Kỹ năng sống là những cái điều mà khi mà giống như là khi không có mẹ ở bên, mình phải dạy cho các bé để sao khi không có mẹ ở bên, không có ba ở cái bên, các bé vẫn có cách tồn tại được. Ví dụ như chị Vân nói là chị Vân được dạy khi mà chị Vân 16 tuổi qua Úc học, tự tồn tại, tự có thể là xoay sở cuộc sống của mình, thì các bé cũng phải biết như vậy. Và thực sự là đó một điều rất quan trọng ở cái thời điểm bây giờ, cái thời đại bây giờ, phải trang bị cho các bé kỹ năng sống. Giống như là ba, có những anh chị Hư ở họ hàng ở quê hỏi là trời ơi sao thấy tốn kém quá, cho mấy đứa nhỏ đi học học cái học kỳ quân đội á. Chắc là các chị ở đây sẽ thấy là bây giờ có quảng cáo cái học kỳ quân đội ngắn ngắn mấy tháng á, nó trời cho đi học vô bộ không, sẽ cho các bé đi học về, mình sẽ thấy được rõ ràng các bé sẽ thay đổi gì, thay đổi về gọi là cái đầu tiên được nè, con nít á mình dạy không bao giờ nó nghe, học tài thầy không tài học bạn. Mình dạy không bao giờ nghe, ba mẹ nói đối với các bé là không bao giờ đúng. Nhưng đi vô thấy các bạn răm rắp làm, ủa sao bạn làm được? Bắt đầu con nít mà tôi phải làm theo bạn, thì bắt đầu các bé đó, cái đó là cái những hoạt động ngoại khóa sẽ giúp cho những cái con của mình, những đứa trẻ nó thứ nhất là nó linh hoạt hơn, nó nhanh nhạy hơn. Và rõ ràng khi mà đi thay đổi về một học kỳ quân đội về là cháu Thư nó thay đổi hoàn toàn, không còn lì, không còn bướng nữa. Và rất nôn nóng đi học lại học kỳ đó. Khi mà bởi vậy khi mà trang bị các kỹ năng sống cho các bé thì thực sự là rất yên tâm. Chị nói cái cảm giác mà mình nằm xong con mình đem vô thì em thực sự em chưa có con, em cũng lo xa mà em hiểu được. Em có thể, tại vì em là diễn viên mà, em có thể đặt cảm xúc của em vào đó, em hiểu được. Và thực sự là đúng, cái quỷ đen không phải là gọi mọi người quỷ đen nghe giữ nó xấu xa, không phải. Thực sự gia đình Thư cũng có một cái khoảng thời gian là bị
bị đau về kinh tế, bị suy sụp về kinh tế. Và thời điểm tới thì hiện tại bây giờ Thư không phải là bản thân Thư thì gọi là trụ cột gia đình cũng đúng một phần, nhưng mà đặc biệt là cái trụ cột gia đình về mặt tinh thần. Nhà em có 4 người thôi, ba mẹ em và em trai của em. Thật sự gia đình em lực có một đợt mà gọi là hả, mẹ thì bệnh xong gia ba bị nhà bị phạt tiền vì cái chuyện mà thiệt luôn á, không biết nói sao thì phạt tiền vì cái chuyện vô lý, nộp phạt 80 triệu. Bà mẹ đang đi mổ ruột thừa, nghe phạt 80 triệu muốn đau ruột thừa lần nữa, thiệt muốn ở bệnh viện luôn, không muốn về. Ngày bà cầm 80 triệu bà đi nộp, bà thiệt muốn ngã quỵ. Sau đó chưa hết một ngày đẹp trời, 5 giờ sáng đang ngủ, mẹ em gọi điện lên: "Mẹ ơi, ăn trộm thằng Phú Nha, thằng Lị hết rồi." "Dạ, nhà em mất hết, xe cộ gì gà vịt gì của bà nuôi mất hết, mất sạch." Và thật sự may mắn lúc đó là em còn cái quỹ đen. Em chưa có, em tức là Thư là luôn rõ ràng. Cái tiền, ví dụ tiền mình làm đây một phần, cái mình bỏ thêm cái quỹ này một phần nữa. Mà cái tiền này đợt trước mẹ mổ mẹ bệnh xài hết rồi. Bắt đầu lúc này mới đụng tới cái quỹ đen này, bắt đầu lấy cái quỹ đó ra trang trải. Thực sự lúc đó là em 2-3 Tết, trong người em còn đúng 200 ngàn. Hồi ơi, em đi giữa Sài Gòn qua Lệ mà đúng thiệt, qua cho người giàu mà Lệ cho người nghèo, em khóc như mưa như gió. Em nói trời ơi, sao mà sống nổi, cầm 200 ngàn không có được sắm đồ Tết mà 23 Tết rồi. À, hơn sao mấy ngày sau em có xô, mùa Tết em diễn quá cho diễn luôn. Dạ, yeah. Đó là cái mà quỷ đen, đó là một cái điều độc lập đó. Độc lập cho phụ nữ đó, mà mình cứ nghĩ là đó, trời, cái điều đó xấu xa, không phải đó, bản thân không phải. Đó, đôi phụ nữ cá tính, phụ nữ không phải phụ nữ sao, phụ nữ khéo léo, cái đó không phải gọi là thông minh nữa, khéo léo. Thì khi mình làm những điều đó tới lúc mình cần xài đó, mà khi mình đem ra là mấy ông chồng mà ví dụ em ơi đưa tiền anh đi làm công ty, ok đưa tiền anh đi làm công ty, tới khi công ty sụp đó mình moi quỹ đen mình ra, cái là mình lên cơ liền, mình lên kèo trên liền, moi quỹ đen ra mình cứu ổng, cái là mình lên kèo trên liền đó. Mình là mấy ổng sợ rét rét nhẹ liền, tôi biết trời ơi không ai cứu mình, bởi vậy là lúc đó là mình đổi màu liền. Nên em khuyến khích các chị về chích quỷ đen nha, từ từ, bắt đầu từ bây giờ sau buổi giáo luận hôm nay. Xin cảm ơn chia sẻ của chị Nam Thơ, chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. À, kính thưa quý vị, Đình Dư cho rằng là một phụ nữ cá tính thì cách yêu, cách chọn và cách sống cùng với bạn đời cũng phải rất là cá tính. Gần đây thì trên mạng xã hội đã xôn xao về tiêu chí chọn chồng của một cô gái xinh đẹp. Đảm đang, trình độ học vấn thạc sĩ, công việc ổn định, thu nhập đáng mơ. Và sau đây Đình Dư xin được trích một vài đoạn trong tuyên ngôn chọn chồng của cô để hai diễn giả cùng khán giả tham khảo. Một số tiêu chí như sau: học vấn thì đại học trở lên, phải giỏi tiếng Anh, công việc thì ổn định, lương mỗi tháng bằng hoặc là hơn tôi, có nhà, có xe ô tô, miễn có không quan trọng to nhỏ. Không cần đẹp cỡ sói ca, nhưng là phải ưa nhìn, săn chắc, không bụng bự, không hút thuốc, uống rượu bia, rồi siêng tập thể dục, sống điều độ, đi ngủ sớm. Cấm tuyệt đối là lăng nhăng, vũ vu, keo kiệt, đàn bà. Khi sống chung thì phải chia sẻ với gia đình, không chồng chúa vợ tôi. Và còn nhiều tiêu chí khác nữa mà cô còn chắc là chốt lại một câu là không kén chồng Tây, chồng ngoại, chỉ dành riêng cho hàng Việt Nam chất lượng cao. Nhiều người cho rằng là cô gái này thực dụng, yêu cầu quá đáng, nhưng cũng không ít ý kiến ủng hộ cô với luận điệu là mình đẹp thì mình có quyền. Không biết hai chị có quan điểm như thế nào về vấn đề này và việc là chọn người yêu hay là chọn bạn đời? Xin mời chị Hồng Vân đi. Dạ, vậy chị mời chị Nam Thư. Đối với Thư thì thực sự cái câu chuyện này chúng ta nhìn một cái đúng thì nó đúng. Yeah. Đúng không? Bây giờ là em là ba phải. Đúng thì nó đúng. Bởi vì thực sự cổ là một cái người có đào tạo, có học thức, tức là cái tiêu chí cổ đưa ra phù hợp với lại cái những điều mà cổ đang có. Ví dụ bây giờ cổ có chiếc con cổ là bây giờ đơn giản thôi đi. Bây giờ ví dụ ha. Đơn giản thôi, ví dụ mình bây giờ giống như là mình cổ có một căn nhà. Thì cổ yêu anh đó cũng phải đòi hỏi anh có căn nhà, phải hơn nữa ông phải hơn tí xíu cái chiếc xe, không cần to nhỏ, không cần bự, đó điều đó hợp lý so với cái tiêu chí của cổ. Còn riêng bản thân của Thư là từ trước tới bây giờ
Người ta luôn, thật sự rất may mắn được quý vị khán giả là rồi được quý anh chị trong làng báo rất ưu ái, mình gọi mình là kiều nữ. Kiều nữ làng hài, và mọi người luôn quan niệm kiều nữ là đi với đại gia. Chị có đại gia chưa chị? Dạ, đại gia của em là tới, để em nhớ coi, đại gia của em là 61 là năm nay nhiêu tuổi vậy? Năm nay 56. 56 tuổi. Đại gia của em là 56 tuổi. Đại gia của em 56 tuổi, chung họ với em luôn. Em là Trần Nam Thư, ảnh là Trần Thọ. Dạ, ảnh đẻ ra em luôn. Dạ, dạ ba em chứ em không có ai hết trơn á. Thực sự nếu mà em đại gia là trời ơi. Mọi người luôn quy định là, mọi người luôn nghĩ những cô, tức là giống như mọi người nói kiều nữ phải đi với đại gia sẽ còn những kiều nữ. Tới bản thân em bây giờ, em yêu anh đầu tiên, sinh viên 6 năm, một cuộc sống rất bình thường. Em yêu anh thứ hai cũng là thạc sĩ, cũng học từ bên anh về, tức gia đình anh cũng có điều kiện kinh tế, nhưng mà anh sống cũng rất giản dị bình thường. Và em cũng từ bỏ cái tình yêu đó để em đấu tranh cái gọi là cái tự do của bản thân em. Thì đối với Nam Thư yêu từ trước giờ, Thư là quan trọng đầu tiên là cảm xúc. Đầu tiên là cảm xúc. Bây giờ cho dù ảnh có giàu tới đâu, ảnh có đẹp tới đâu, mà ảnh mở miệng ra ảnh vô duyên là thiệt, em tiện ảnh lên đường liền. Hoặc là ảnh có như thế nào đi nữa, nhưng mà Thư cảm thấy là Thư không cảm được. Thư không có, tức là cái mình không có cảm được cái người đàn ông đó, là mình không thể nào mà bước tiếp được. Cái điều đó nó khó khăn lắm. Với một người sống quá nhiều cảm xúc như là bản thân Nam Thư thì cái điều khó lắm. Khó lắm, nên nó kỳ lắm, nó sai lắm. Em không có thích vậy. Dạ. Nên cái quay lại với cái tiêu chí chọn chồng của cô gái này thì rõ ràng là thực sự là đây là một cô gái rất cá tính, rất mạnh. Rõ ràng đăng Facebook tôi chọn chồng, và Thư theo như theo dõi thì biết là sau này cái chị này kiếm được một anh rồi. À, kiếm được một anh rồi, lên báo luôn rồi. Kiếm được một anh rồi. Đính hôn luôn. Trời ơi, xuất sắc. Chắc sau Tết sau giờ về em đăng lên Facebook quá, mấy chị nhớ vô kết bạn em, vô ủng hộ em, like nhiệt tình nha. Trời ơi, thế không ta đăng ta kiếm chồng được liền. Bây giờ chắc em thì em cũng phải đăng quá. Nhưng mà đôi khi mà thực sự những anh đàn ông ở Việt Nam mình có nhiều người đàn ông rất giỏi nha. Nhưng mà những người ông giỏi mà còn trẻ thì em nghĩ chắc hiếm lắm. Bây giờ toàn là có gia đình hết rồi. Dạ. Nhưng mà cũng rất là may mắn cho cô gái đã tìm được một người. Tôi nghĩ đó là điều bình thường. Cổ có điều kiện thì cổ phải tìm người có điều kiện ngang cổ hoặc hơn cổ, không có vấn đề gì cả. Rõ ràng đó cũng là một cô gái độc lập, rất là độc lập về suy nghĩ, muốn thích mình làm thôi. Đúng là đó là suy nghĩ rất là thực tế, phải không chị Đồng Thư? À, còn không biết chị Hồng Vân như thế nào, chị nghĩ là phụ nữ có cần phải độc lập trong chuyện tình yêu không? Không, Vân vô tình là người đăng cái status đó là có nằm trong fan list của Vân, thành ra một trong những ngày đầu tiên là Vân đã đọc rồi. Và điểm cộng mà to lớn nhất mà Vân nhìn thấy ở trong cái status đó thật ra lại là thích hàng Việt Nam chất lượng cao. Có nghĩa là bản thân cái người phụ nữ rất là cá tính này nhưng mà lại rất đánh giá cao đàn ông Việt Nam. Tại vì gần đây là có quá nhiều luồng dư luận mà nói là đàn ông Việt Nam nói chung là không được đánh giá cao lắm, có nhiều khuyết điểm. Nhưng mà theo Vân thấy như vậy, phụ nữ thường, không biết gần đây mọi người có nghe bài hát không, có câu là chọn con tim hay là nghe lý trí. Thì tất cả những cái mà tiêu chí mà đưa ra như thế này nó hoàn toàn là những cái tiêu chí mà đúng rồi, nó rất là cân đo đong đếm được, nó là cái mà lý trí mình có thể xác định được. Nhưng lỡ bạn gặp một người không đủ những cái tiêu chí đó nhưng con tim bạn chịu không nổi và bạn bước theo tình yêu thì sao? Dạ em cũng gói em theo luôn chứ sao chị? Vân nghĩ là thực ra cái bước khởi đầu là chọn được cái người nào nó chưa thực sự phải là cái việc quan trọng nhất. Cái việc mà sau đó hai người đó nắm tay nhau bước tiếp cái quãng đường phía sau đó, nó mới thực sự là cái quãng đường chông gai và những cái mà mình phải vượt qua. Vân có xem ở đâu đó một cái lời thoại trong phim tiếng Anh là hôn nhân là gì? Hôn nhân là sự kết hợp của hai chữ C. Chữ C đầu tiên trong tiếng Anh đó là communication, dịch ra tiếng Việt là giao tiếp. Và chữ C thứ hai là compromise, có nghĩa là thỏa hiệp. Phải có sự giao tiếp và sự thỏa hiệp. Không ai có thể hoàn hảo ngay từ đầu để mà cho mình chọn lựa. Nhưng khi mà mình đã con tim mình đã chọn một người nào đó rồi, thì với sự tôn trọng bản thân mình và mình tôn trọng người ta, mình phải nói được những điều mình mong muốn.
để xem người ta có thể thay đổi vì mình hay không. Và nếu trường hợp người ta không thay đổi được thì liệu mình có thể thỏa hiệp và sống chung một cách hạnh phúc với những cái điều khó thay đổi đó của người ta hay không? Cái đó mới là cái điều mà giúp hai người có thể cùng nhau vượt qua khó khăn và đi đến cái đích đến cuối cùng là có thể, như mọi người vẫn nói tiếng Anh là grow old together, có nghĩa là phải già đi cùng nhau, nắm tay nhau vượt qua được tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống và già đi được cùng nhau. Chứ còn chọn ban đầu thì lý trí hay con tim mình không thể nói trước được. Như dì Dân đã chia sẻ là hôn nhân là phải có hai sự, đó là giao tiếp và thỏa hiệp. Và em đã từng nghe đâu đó một cái câu vậy: hôn nhân là cuộc chiến tranh duy nhất mà chúng ta phải ngủ với kẻ thù. Em thấy câu này là hoàn toàn chính xác. Bởi vì sao? Có nhiều bữa gây lộn đó, gây lộn với chồng mà tao nói gây lộn mà tao nói thiệt cấp mà giết người mà không ở tù là giết luôn. Nhưng mà tối đó cũng phải ngủ chung giường. Đúng không? Giết rồi đến lúc rồi ai mua vui cho mình? Không, nhưng mà tức là mình được. tức là mình tức tới nỗi mà mình giết được là mình giết luôn á, tức lắm. Nhưng mà tối đó cũng phải ngủ chung giường. Rõ ràng cái câu mà hôn nhân là cuộc chiến tranh duy nhất mà chúng ta phải ngủ với kẻ thù thiệt. Nhiều khi em gây lộn với bạn trai em nhìn ổng như kẻ thù, nhìn ghét kinh khủng. Nhưng mà vẫn phải đối mặt. Thì đó em cũng chắc là chắc chị ở đây có chồng hiểu hơn em. Gây lộn mà thiệt muốn chào đờm, thiệt muốn không biết làm sao mà tối đó cũng phải ngủ chung giường. Rõ ràng rất đúng với câu hôn nhân là cuộc chiến tranh duy nhất mà chúng ta phải ngủ dưới kẻ thù. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của chị Hồng Vân, chị Nam Thư. Thưa chị Nam Thư, để có được cái biệt danh là Kiều Nữ Làng Hài như ngày hôm nay, thì không biết là chị có quá trình trải qua khó khăn như thế nào để mình có được cái danh hiệu như thế này? Hồi nãy là em kể về cái tình yêu của em rồi. Là bây giờ em kể về con đường trong gai sự nghiệp nghệ của em. Dạ. Thư hồi xưa Thư được học trường sân khấu. Trường sân khấu là học chung lớp nha. Thư học chung lớp với lại Trấn Thành nè, Thùy Trang nè, Lê Bê La nè. Mọi người chắc coi Cổng Mặt Trời sẽ biết bạn Lê Bê La nè, Quỳnh Ngân, Ngọc, Ngọc Thủy, rồi MC những cái bạn đó bây giờ vẫn làm nghề. Rồi Thảo Nguyên VOV. Mọi người có, nếu mà mấy chị nào mà có đi làm công nhân á, hay bật radio nghe FM á. Năm ngày hạnh phúc à. Đúng rồi. Là Thảo Nguyên học chung lớp với Nam Thư. Thì lúc đó là mình học xong cái mình ra mình được về sân khấu Nụ Cười Mới, mình diễn. Thực sự là trong những cái khoảng thời gian á, đi học á, nó rất là khó khăn. Thư và Lê Bê La ở chung phòng trọ, hai đứa khó khăn tới nỗi ăn mì gói á, ăn mì gói nhiều tới nỗi mà ăn mì nước nó ngán rồi đó. Xong bắt đầu là chế mì nước xong cho nó nở ra, xong cái chắc nước đi, xong là mì khô, xong cắt ớt vô ăn để cho nó cay á, cho cảm thấy mình ăn cay là mình kích thích mình ăn mà, để ăn gì cho đỡ ngán. Mọi người cứ nghĩ là xong ăn đỡ ngán rồi đi học lúc đó là đâu chưa có xe máy, mẹ chưa gửi lên thuê sát bên trường, rồi trường cho học chỗ xa hơn, ngày nào cũng qua trường đợi hết á, là khoảng 6 giờ sáng là phải ra ngồi trước trường đợi thử ai mà đi học, là bắt đầu mình có gian mình đi. Mình có giao mấy anh chị hay mấy bạn trong lớp mình đi để mình đi ké, mình đi học. Cái khoảng thời gian đó mới rồi hai đứa ở nhau nó rất là khó khăn. Sau đó may mắn là Thư được về sân khấu diễn, nhưng mà thật sự lương lúc đó cũng rất là thấp. Đi diễn Trấn Thành là thật sự như vậy quý vị. Thư chia sẻ một điều là Trấn Thành đã nói một câu rất hay. Khi bạn làm nghệ thuật, có những người, khi bạn làm nghệ thuật đầu tiên, nếu bạn làm muốn nghệ thuật giỏi và bạn muốn nổi tiếng, thực sự là khi chỉ có những người làm nghệ thuật phải thực sự giỏi thì bạn mới có thể nổi tiếng và có tiền được. Tới một khoảng thời gian Thư làm đi học xong ra đi làm vẫn còn phải xin tiền ba mẹ, không có tiền để gọi là trang trải luôn cả cái tiền nhà trọ. Thực sự lúc đó nhà trọ đóng tháng có 250 mà bản thân mình còn không thể nào đóng được. Đó là một khoảng thời gian bây giờ Thư nhìn lại là bản thân mình nói là trời ơi, tại sao mình có thể vượt qua được. Rồi nhà gia đình Thư ba mẹ kinh tế phá sản, lúc đó là bơ vơ luôn, chơi với trên cuộc đời mà được cái nhỏ lớn. Ba mẹ thực sự được cái là ba mẹ thương, ba mẹ cưng nó, không biết làm gì hết, không biết nấu cơm, không biết nấu ăn. Dạ bây giờ em luộc trứng mà em còn phỏng luôn á, em là con gái mà thì mất nết dễ sợ thiệt luôn. Tức là đối thời điểm mà khi mà mình được cưng quá tới khi mình thả ra đời đó, đó là lý do tại sao rất phải trang bị kỹ năng sống đó. Em chơi với, không có tiền nữa là chơi với, rồi đi làm đi diễn.
đi diễn đi quay á thì bị các bạn mà đi trước ăn hiếp. Mấy cái bạn mà thật sự đi học trường sân khấu chung thì cũng nói mấy cái người mà tay ngang á, bước vô ca sĩ, bước vào rồi làm người mẫu, bước vào đóng phim thì ăn hiếp. Trời, em đứng trước máy quay mà em khóc như mưa như gió vậy đó. Sao mình nghĩ tại sao mình được đào tạo chuyên nghiệp, mình học 3 năm trong trường sân khấu, mình lăn lộn, mình chảy máu, mình chảy nước mắt. Mình chảy máu đây. Mình chảy máu ở đầu gối, mình rớt nước mắt. Mà mình ra mình bị nó ăn hiếp. Mà cái nết của em cũng đâu có hiền. Dạ, tiếp xúc với em biết cái nết em đâu có hiền, nhưng mà em dưới cơ em phải im thôi. Em không làm gì được, em chỉ biết đứng khóc thôi. Mà lúc đó mình cũng rất là trẻ con mà chỉ mới khóc. Lăn lộn khoảng một thời gian thì Thư xác định là Thư không muốn bỏ nghề, nhưng mà bắt đầu ba mẹ Thư nản. Ba mẹ của em nản thì ba mẹ em nói là thôi đi về đi. Ba em ở dưới Vũng Tàu thì ba em làm công nhân viên chức, làm bên cao su. Ba em làm cao su, ba mẹ em làm cao su. Thì ba em nói thôi đi về đi. Đi về ba nuôi, cợ mậy ba cũng nuôi. Về đây đừng ở trên nợ nữa, cực quả. Không chịu về, vẫn nhất quyết. Xong bắt đầu ba em nói, bắt đầu là gây lộn. Ba la, giận luôn. Giận 1.5 năm không về luôn. Tại vì ba nói là cái nghề gì mà cực quá. Cảm thấy là ba xúc phạm nghề mình, giận luôn. Không thèm về luôn. Tự bươn chải một mình. Thì bắt đầu lúc đó mới thấm thía cái gọi là nếu như mình biết nhiều hơn, hoặc là nếu như mà mình gọi là mình không được nuông chiều quá thì mình sẽ không có đau đớn như vậy. Tại sao bị cưng quá rồi, sao bây giờ thả ra một mình bươn chải đâu nổi. Cũng phải bươn bởi vì lòng tự ái quá cao. Nhưng mà thật sự may mắn nhờ vào điều đó nên Thư mới có thể gọi là vượt qua được bản thân mình. Quý vị có biết là em đi làm mà em đội con rối, đội con gấu, đội con rối ở ngoài mà đội hay bắt bánh cho mấy đứa vậy nè, đó. Thư đội rối, Thư đứng nhớ là 3 tiếng sẽ được 50.000. Thì bữa đó đội rối xong mình cột tóc dài ấy, mình đội cái mình quên giấu vô cái con rối ấy. Xong cái mình đang đứng mình hơi vậy mấy bé khát, xong cái đám thanh niên loay chai, xong cái tới nó cũng giỡn, mà đội cái đó mấy bé nó không biết, nó hay đấm ấy, nó đấm vô cái đó nó êm mà đấm ép kịch. Ở trong này lạnh hết với mọi người hiểu, đấm nhiều khi nó đấm khúc trên này nữa, đau lắm, vẫn im lặng không nói gì hết. Xong em đứng đội, có đám chơi trai tới. Xong nó kêu, ê tụi bé ơi, con gái. Xong nó cầm nguyên cái đầu tóc của em, nó giật ngược. Thật sự lúc đó em đứng trong cái con rối mà đúng là em rớt. Mà em cứ, em nói đau quá buông ra mà nó không buông. Nó giật. Xong cái mọi người xung quanh, mấy anh chị làm chung mới thấy. Mấy anh chị mới tới đuổi mấy đám nó đi, gỡ ra. Gỡ cái đầu rối qua, thật sự lúc đó em đứng em khóc. Em khóc mà. Tức là mình rất là tuổi thân, nhưng mà sau đó mình cảm thấy là mình cầm được 50.000, đứng 3 tiếng hồ, và đứng mà khoảng 15 phút thôi là giống như mình xông hơi luôn đó. Mình bỏ xả vô là mình y chang xông hơi, nóng cực kỳ. Cái đầu mà gỡ ra là cái đầu tóc nó ướt nhẹp rồi. Cầm được 50.000 đó xong là em mới lúc đầu mới cảm thấy là đầu tiên là mình sẽ thương ba mẹ hơn, thứ hai nữa là phải có tiền. Em phải có tiền. Và điều em có, em muốn có tiền là em phải nổi tiếng. Mà em muốn nổi tiếng là em phải thiệt là giỏi nghề. Chuyên tâm bắt đầu vô học. Đi đâu mấy anh chị làm gì cũng đi theo học. Làm gì cũng đi làm. Để sao? Để mình trui rèn cái nghề. Vì thật sự là em hôm nay em được như vậy, em không biết là em sẽ giữ được bao lâu, em sẽ đứng được bao nhiêu năm. Nhưng mà rõ ràng là em sẽ, sau một khoảng 10 năm tới bây giờ 11 năm, đó là một khoảng thời gian quá dài, quá dài để mà mình có được ngày hôm nay. Thì khi mà có hôm nay, em lúc nào cũng trân trọng và gìn giữ điều đó. Bởi vì mọi người nghĩ đi, dù mình đi làm, mình học một cái được học kế toán hay học gì xong 3 năm xong đi vọt vừa nào nước làm, nó đơn giản lắm. Còn cái nghệ thuật của tụi em á, nó thời vụ lắm, đôi khi nó thời vụ lắm. Những nghệ sĩ ví dụ lên không biết hôm nay em đứng đây em nói chuyện với quý vị thì mọi người sẽ yêu thương em, nhưng em không biết được ngày mai lỡ một cái scandal gì nó tới với em không đón nhận, hoặc là em tức là một cái tai bay vạ gió mà mình tới với mình không đỡ được thì mọi người lại quay ra ghét mình. Nên cái nghề của em đôi khi nó thiệt thòi một điểm là mình có thể làm mọi người thương mình liền đó, nhưng mình cũng có thể ngày mai lại mọi người ghét mình liền đó, mà mình không biết cách nào. Nên em rất là trân trọng, em rất trân trọng điều đó. Và thật sự là, và em luôn trân trọng chính bản thân mình. Nhiều người hỏi trời ơi con nhỏ đó, trời ơi, bây giờ nó lên được, trời ơi, nó sửa banh, nó sửa nát. Dạ kính thưa quý vị, em bây giờ khác hồi xưa lắm. Vì sao bây giờ em ốm hơn? Hồi xưa em mập á, em ham ăn á, em mê ăn á,
cái gì cũng ăn hết trơn á. Xong mình mập, xong tới thời điểm mình phát hiện ra, ủa chết rồi, sao mình mập quá vậy? Còn mấy bạn ốm, mấy bạn đẹp quá, mấy bạn ốm, mấy bạn nổi tiếng, bắt đầu mình tự ý thức bản thân mình, mày muốn đẹp, bớt ăn. Nhìn đồ ăn em gì nè, ốm, tụng vậy đó, ngày nào em cũng tụng, nhìn đồ ăn là em ốm đẹp, buông ra. Và bắt đầu em đi thi, bắt đầu em stress nhiều, suy nghĩ nhiều, thì bắt đầu em ốm xuống. Ốm xuống thì con người ta ốm xuống người ta thay đổi. Chị làm spa chị hiểu, ốm xuống thay đổi kinh khủng khiếp. Và thật sự là sau khi mà em thương bản thân em hơn, em ý thức bản thân em hơn, thì em có những điều mà hôm nay em có. Em có những điều mọi người yêu mến. Ở nhỏ đó nó xinh đẹp, nó như thế nào. Thật sự là một điều mà em qua câu chuyện em muốn nhắn nhủ mọi người là, mọi người đầu tiên là chúng ta hãy, đầu tiên là chúng ta phải biết, phải đầu tiên là phải trải qua khó khăn nè. Rõ ràng khi mà chúng ta trải qua khó khăn thì chúng ta mới trân trọng những cái gì chúng ta đang có. Chứ ở đâu mà giống như là đẻ ra mà thì cái giàu như kiểu trứng trong phim á, không làm gì mà có tiền sống, rồi đối với cuộc sống là mơ hồ quá rồi, bỏ qua đi. Không được, chúng ta phải trải qua khó khăn. Chúng ta, nhưng sau khi chúng ta trải qua khó khăn thì chúng ta sẽ tiếp nhận những điều đó, và những cái điều đó sẽ hình thành lên tính cách rõ ràng hơn cho bản thân mình. Và tính cách rõ ràng hơn là em luôn khuyến khích phụ nữ chúng ta, các chị em mình phải yêu bản thân mình, phải yêu, yêu luôn, yêu bản thân mình. Chị Vân làm một điều rất hay, đó là mẹ có thể là mẹ chỉ cung cấp cho tụi con công cụ thôi. Con muốn vẽ bức tranh nó, mẹ chỉ cứ mua cho con hộp màu thôi. Còn con muốn vẽ sau đó con vẽ. Còn con muốn quyết định cuộc đời của con, mẹ chỉ cho con tới đó thôi. Còn con muốn cuộc đời của con như thế nào thì con phải tự vẽ. Em không bao giờ đồng tình với cái kiểu đúng như chị Vân nói, đút cơm ăn, con nuôi rất dễ, nó cũng như mình thôi. Nó không chết được bởi sao, đói phải không? Cái bời dọn ra ăn, không ăn. Ok, cho chơi, mê chơi, cho chơi, chơi hồi đói tự lết đi ăn. Chứ bây giờ thực sự là chúng ta không có thời gian, các chị đi làm, ví dụ buổi trưa về nghỉ trưa đựng xíu, phải về con ơi ăn cơm đi, lúc đi thời đâu mình nghỉ, thời gian đâu mình nghỉ. Thời gian mình không nghỉ làm sao buổi chiều mình bước cho mình làm ca chiều mình làm tốt được. Bữa nay mình làm gục gặt rồi bây giờ năng suất không ấy, mất công bị tổ trưởng chửi sao, đúng chưa? Giáo dục phải khác, phải thay đổi. Bởi vì sao? Cái thay đổi đó nhiều người nói là ác không. Cái thay đổi đó đầu tiên là giúp cho đứa trẻ, và thứ hai là giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian. Dạ em xin hết, em chưa nghĩ ra gì. Cảm ơn chị Tam Thư. Kính thưa quý vị, hiện ban tổ chức của chúng tôi có nhiều phần quà để dành tặng cho khán giả giao lưu đặt câu hỏi với hai vị khách mời của chúng ta. Đình Dư xin được phép mời tất cả quý vị sẽ đặt câu hỏi với hai khách mời nha. Xin mời khán giả nào đây. Dạ, xin mời chị. Chị muốn đặt câu hỏi nào với khán giả nào? Với chị nào ạ? Nam Thư hay là chị Hồng Vân ạ? Chị Nam Thư ạ. Xin mời chị. Hỏi gì bà gái? Dạ, trước khi mình xin phép kêu mình với anh Thư, Nam Thư, tại vì tuổi của mình và Nam Thư cũng ngang hàng gần nhau, nên mình gọi tên cho dễ. Dạ. Giờ bạn bè dễ chia tiền, chị dạ. Em khó chia tiền. Thì mình muốn hỏi vô đời tư của Nam Thư chút xíu, tại vì Nam Thư là một người mình cũng biết đến cũng gần đây thôi, cũng chưa lâu lắm. Nhưng mà cũng có coi nhiều game show của Nam Thư, cũng thấy rất là hay. Và cũng có cá tính giống mình cũng cá tính mạnh mẽ giống Nam Thư. Thấy cắt đầu tóc là tôi ưng rồi đó, giống tôi là tôi ưng rồi đó. Và mình muốn hỏi Nam Thư là sau khi Nam Thư trải qua hai cuộc tình như vậy, thì bây giờ Nam Thư có thấy buồn không, và có muốn tiếp tục cuộc tình nào nữa hay không? Nhìn cái mặt là không thấy buồn rồi đó. Nhưng mà mình thấy Nam Thư rất là khoái, chắc có lẽ là đúng ý của Nam Thư hay sao á. Không phải, tại bạn đó, bạn hỏi mình cái câu hỏi rất là hay, cũng hỏi mọi người luôn hỏi. Rồi muốn hỏi gì nữa không, để gom trả lời lần luôn nè. Mình cũng muốn hỏi Nam Thư là giờ trong dự định tương lai Nam Thư có một cái live show gì để ra mắt khán giả nữa hay không? Và nếu như mà có thì mình và luôn luôn đồng hành và ủng hộ theo dõi Nam Thư tới cùng. Dạ em cảm ơn. Ủa chị tên gì, chị tên gì? Mình tên là Thành. Hả? Thành á. Thành. Dạ. Rồi bây giờ Thư xin trả lời câu hỏi của chị Thành. Kết thúc hai cuộc tình đó thì bây giờ em nói rồi, em yêu tiền hơn là em yêu tình. Thực sự, nhưng mà đôi lúc bản thân Thư cũng buồn lắm. Nhưng mà như thế này, ba mươi xong rồi cứ nhắc tới 30 là mình nhói nhói ha.
nhói đau vậy sợ. Em hơi lớn tuổi rồi đó. Thì em cảm thấy như thế này, đối với em cái tình yêu thì nó cũng quan trọng, nhưng nó không quan trọng bằng cái những cái gì mà em đang muốn làm cho gia đình mình. Thực sự cái điều đó lớn hơn. Nghiêm túc là tới thời điểm này, đang trong thời điểm này, em đã bắt đầu nghĩ tới em sẽ là single mom, tức là em sẽ làm mẹ một mình. Em cũng đã đấu tranh tư tưởng với ba mẹ của em, xong em nói là mẹ ơi, ví dụ thôi nha, mẹ em khó chịu lắm, mẹ em người Huế mà khó chịu lắm, mẹ ơi bây giờ ví dụ con muốn làm mẹ một mình nuôi con mình thì sao? Mẹ em trả lời: nuôi một mình à? À rửa là người ta gọi là chữ hoán hả? Không có chữ hoán. Con nuôi con của con mà, con đâu có đi. Xin lỗi cái câu này hơi ấy, nhưng mà thật sự là đời nó, con đâu có lấy bậy đâu chứ Quang, con làm mẹ một mình. Không, vì quê mình là nội chữa hoán. Rồi răng, rồi nuôi rửa, rồi răng, rồi ba hẳn lại. Nó trời biết ba chết liền á. Vì giờ đi có tiền thì do. Không, cô ấy kiên quyết là không. Không, mẹ không thể chấp nhận một điều như rửa được. Vì điều như rửa sẽ làm tổn hại về mặt tinh thần của mẹ. Là em dừng lại ngay cái suy nghĩ đó. Thì bây giờ nếu mà nói không biết, ví dụ sau bữa này bước sau cái cuộc này bước ra thôi, em bước ra cửa xem đụng một cái anh nào đó, xong tiếc xét ái tình trỗi dậy, ai biết được em và anh sẽ yêu nhau. Không biết được. Sao em về em làm dâu ở Long Bình đây, em đâu biết được. Em không biết được. Nên tình yêu bây giờ mình để cái gì tới thì nó tới. Đó. Cái gì đi thì nó đi. Vậy thôi, để giờ quan trọng bây giờ là phải mình đang làm được thì mình cố gắng mình kiếm tiền. Còn tình yêu đến em không mong đợi gì. Tình yêu đi em không hề hối tiếc. Rồi, cảm ơn, rất cảm ơn câu hỏi của chị Thành. Dạ, em xin hết. Dạ, cảm ơn chị Năm Thư. Xin mời tiếp tục những khán giả còn lại đặt câu hỏi cho chị Năm Thư và chị Hồng Vân ạ. Xin mời chị. Xin đặt câu hỏi với Hồng Vân. Lúc nãy Hồng Vân có chia sẻ về vấn đề mà tạo tự lập cho con phải không? Mình thì cũng rất là tâm đắc với chỗ Hồng Vân như vậy, nhưng mà mình cũng đang thắc mắc suy nghĩ. Bởi vì Hồng Vân sinh ra trong một gia đình có điều kiện, thì chắc chắn là lúc còn nhỏ Hồng Vân chắc cũng được bố mẹ cũng rất là cưng chiều phải không? Sẽ lo cho mình từng cái giấc ăn, giấc ngủ, chắc cũng sẽ đi bên Hồng Vân đút từng thìa cơm, năn nỉ Vân ăn từng chén cơm để làm sao cho nó mau lớn. Nhưng mà khi lớn lên rồi thì Vân lại có những cái suy nghĩ mới, tức là sẽ tạo cho con một cái sự độc lập. Bởi vì bản thân của tụi chị đây cũng vậy thôi, cũng là cán bộ hội, cũng phải đi nhiều, cho nên thành thử cũng nhiều khi cũng vẫn nói là cũng may nhờ như vậy, cho nên mình cũng đã tạo cho con được một cái sự tự lực, tức là khi mình đi vắng con cũng tự nấu cơm ăn được, hoặc là những cái lúc mà có những cái sự việc gia đình thì con cũng đã tự giải quyết rất là tốt. Nhưng mà hôm nay với công nhân ở hôm nay thì qua cái thực tế cuộc sống thì chị cũng thấy nhiều công nhân đang tạo cho con một cái thế tự, coi như là không được tự chủ trong cái bản thân của mình. Tức là ăn uống thì ép bằng được, một ngày phải ăn từng đó cơm, một ngày phải uống từng đó sữa, những cái lối nghĩ như vậy. Thì theo Hồng Vân có còn đúng nữa hay không? Nếu thấy không đúng hoặc không phù hợp nữa thì qua đây Vân có thể là trao đổi lại cho chị em có những kinh nghiệm, bởi vì Vân đã có từng có ba đứa con và ba đứa con của Vân cũng đã và đang thực hiện những cái mà mình phải nói là rất là tự chủ. Thì rất mong Vân chia sẻ cùng với chị em, đặc biệt là chị em công nhân, nên dành thời gian cho bản thân mình nghỉ ngơi, đừng vì con cái nhiều quá. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Em xin hỏi chị tên gì ạ? Chị Hằng. Em cảm ơn chị Hằng. Thực sự đó cũng là một trong những cái lý do mà em mặc dù rất là run nhưng mà hôm nay nhận lời tới đây, là tại vì em rất mong muốn có được cái cơ hội để mà chia sẻ với chị em công nhân cái việc là cái quan điểm mà nuôi con như thế nào để đừng gây áp lực lên chính bản thân người mẹ. Tại vì như em cũng có nói thời gian trong cái đoạn đầu tiên á, là cả xã hội và đặc biệt là đương nhiên là cả người chồng của mình ở kế bên mình nữa, và gia đình bên nội, gia đình bên ngoại, tất cả mọi người đều đặt cái gánh nặng là con khỏe mạnh hay không, hay là ngoan ngoãn hay không lên vai người mẹ. Khi mà bạn chưa bỏ được cái thành kiến đó ra khỏi bản thân mình thì bạn chưa thể nào buông bỏ được cái việc là làm sao để ép con ăn.
Tại vì nếu như mà khi ra đường hoặc là thậm chí là về nhà mà mọi người hỏi là sao con bao nhiêu từng này tuổi rồi mà mới có bao nhiêu đây ký thôi, mà tự bạn đi về bạn trách bản thân mình, bạn nói là tại vì mình làm mẹ chưa tốt cho nên con mình mới bị chê là ốm yếu hoặc là chưa có ngoan như vậy. Cần phải bỏ ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Thực tế ra là nếu mà mọi người có con rồi thì mọi người sẽ để ý thấy là trẻ con á, sẽ không nghe lời ba mẹ, không nghe những cái lời ba mẹ nói đâu, mà sẽ nhìn những cái việc ba mẹ làm. Bạn muốn con bạn trở thành người như thế nào, trước tiên bạn phải trở thành người như vậy trước đã. Đặc biệt là những bạn có con gái, bạn muốn con bạn sau này sẽ trở thành một người phụ nữ độc lập như thế nào, trước tiên chính bản thân bạn phải trở thành một người phụ nữ độc lập cái đã. Bạn phải bỏ ra được hết những cái quan niệm là bạn phải gánh vác những cái trách nhiệm gì, bạn phải tận hưởng được cuộc sống của bạn, bạn phải chăm lo được cho chính bản thân mình, hiểu được bản thân mình muốn gì, không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình để luôn luôn vươn tới, đạt đến những cái điều mà mình mong muốn, hoàn thiện bản thân mình, có thể những cái tính cách mà mình chưa phù hợp trong cả công việc lẫn trong cuộc sống, mình có thể là mình hoàn thiện dần mỗi ngày. Đừng ví dụ nói là con lười học quá hay con không chịu đọc sách, bây giờ cứ dí sách vào trong đó và bảo là con đọc sách đi, con phải đọc sách để năm mai mốt lớn lên rồi còn học giỏi rồi đi làm việc kiếm tiền được. Không, con bạn sẽ không nghe đâu. Chính bản thân các bạn buổi tối về dành cho mình nửa tiếng, ngồi lật cuốn sách ra đọc đi. Cứ đọc như vậy một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, cái hình ảnh nó in sâu vào trong đầu của con bạn là hình ảnh mẹ ngồi đọc sách. Tự khắc con mình sẽ tự có cái niềm yêu và việc trao đổi tri thức để mà trang bị cho mình thêm những cái kiến thức để mà vào đời. Mình muốn con mình tự chăm sóc bản thân mình, muốn con mình nấu cơm ngon để mà ăn được ngon, thì bản thân mình phải luôn luôn nấu ăn cho chính bản thân mình cái đã. Mình không được để bản thân mình đói, mình không được để bản thân mình xấu, mình không để được bản thân mình mệt mỏi. Tự khắc con mình cũng sẽ không bao giờ để cho bản thân bé phải, để cho mẹ phải lo đến cái chuyện là bé có ăn hay không, hay bé có tắm rửa hay có học hay không. Vâng, xin chân thành cảm ơn chị Hồng Vân. Chị Nam Thư có ý kiến ạ? Alo, nói được rồi. Sẵn đây em sẽ chia sẻ một câu chuyện. Sẵn đây là mình nói nhiều về cái chữ độc lập phụ nữ rồi nha. Bây giờ em sẽ nói một câu chuyện và em xin hỏi cái người đàn ông mà đang ngồi duy nhất đây nè, có một câu chuyện như cũng, thế này. Không có duy nhất đâu, cũng nhiều nhưng mà không, bây giờ anh ngồi đó duy nhất thôi. Tính mấy cái ông quay phim này bỏ qua một bên, ông em sẽ bỏ qua một bên. Có một câu chuyện như thế này. Một cô gái sau khi mang bầu 9 tháng, đẻ con được 9 tháng và cô quyết định cô đi du lịch 3 ngày một mình. Đi du lịch 3 ngày một mình thôi. Thì ví dụ bản thân anh là vợ anh đẻ có bầu 9 tháng, đẻ con 9 tháng, nuôi nhỏ thằng đứa nhỏ nhà 9 tháng, đi du lịch một mình 3 ngày, anh nghĩ sao? Ý là quăng con cho anh đó. Bây giờ anh nói ra thì nó có hai vế. Vì người Việt Nam đang nặng cái phong về cái tư tưởng phong kiến. Nếu mà nói nặng về cái tư tưởng phong kiến thì nếu anh là người, anh sẽ không cho vợ đi. Đúng không? Còn mà một người có, trong đầu óc là hiện đại gì thì chia sẻ thì sẽ cho vợ đi ở nhà chăm sóc con cái. Anh á, còn anh á. Còn anh nghĩ sao? Anh nghĩ sao? Anh nghĩ sao? Chứ anh là... Anh nói thiệt lòng nha. Anh nói thiệt lòng chứ mời đi uống cà phê. Đang 50, livestream 50. Mà bắt nói thiệt lòng. Đang 50, livestream 50. Mà bắt nói thiệt lòng. Có giận đâu bà, không giận. Anh nghĩ sao, bảo anh nghĩ sao. Vợ anh chưa đi thì anh cũng sẽ... Bạn là anh quá, bạn nhí. Thôi, anh chấp nhận khổ đau để nhà trông ngon cho vợ đi. Chó tài. Dạ, cảm ơn anh.
chị nhà có coi nhớ nha, anh đã hứa trước bàn dân thiên hạ rồi, ngày mai ngay lập tức đặt vé máy bay đi luôn. Đúng. Tức là tại sao tôi chia sẻ câu chuyện đó? Tức là có rất nhiều nguồn luồng dư luận trái chiều đứng về, không đứng về cô gái đó. Đó là nghĩ sao vậy? Bữa đó một bữa đẹp trời em đem câu chuyện đó lên taxi. Em đi taxi, em đi Uber, em hỏi canh taxi, anh taxi nói ảnh không có chấp nhận được. Con mới có 9 tháng mà bỏ đi đâu. Em nói là nhưng mà vợ của anh á, tức là đã mang bầu 9 tháng, ở nhà chăm đứa nhỏ 9 tháng, là cộng lại là năm mấy chị? 1 năm rưỡi. Chị ở nhà không được đi du lịch. Nhưng mà phụ nữ em không biết hồi xưa đẻ làm sao, chứ bây giờ phụ nữ hiện đại mình bây giờ đẻ rất là dễ bị trầm cảm. Rất là dễ bị trầm cảm, ví dụ bị cú sốc gì là dễ bị trầm cảm. Trầm cảm là sao? Là bây giờ đơn giản thôi, biểu hiện ví dụ trầm cảm là rồi lúc là tức là tự co bản thân mình lại, không cần tiếp xúc với mọi người nữa. Lâu ngày nó chuyển qua nhiều lâu sẽ chuyển thành tâm thần. Đó. Tức là sao? Đối với em quan điểm của Nam Thư ủng hộ chị đó. Tại vì sao? Mình bỏ 1 năm rưỡi mình có thai, mình bỏ 1 năm rưỡi, một năm rưỡi đó mình dành tất cả cho con cho chồng, thì mình chỉ xin được có 3 ngày để mình hưởng thụ thôi. Thì mình về lại, sau khi mình hưởng thụ xong thì mình quay trở về lại, thì mình không phải 3 năm rưỡi, 1 năm rưỡi nữa đâu, mà là chắc là 15 năm nữa cũng phải hy sinh vì gia đình. Thì đó là một người phụ nữ. Tức là sao? Mình cần, đôi khi mình phải cần có tiếng nói của bản thân để cho biết là tôi cần gì, anh này em cần gì, mẹ chồng ơi con cần gì. Mình phải dành những điều đó. Chứ mà mọi người, thực sự là tôi rất thương những người phụ nữ chị em chúng ta sinh con, nuôi con, đi làm một cái vòng xoay, lặp lại cái một cái vòng tròn mãi không thoát ra được. Và lâu ngày nó mặc định thành cái suy nghĩ phụ nữ là phải như vậy. Không, mọi người hãy biết yêu bản thân mình. Khi mà dành thời gian tới đó là quá đủ. Bây giờ nói con nhỏ 9 tháng thì chồng ở nhà, bây giờ chăm con cũng lại 3 ngày không biết làm. 3 tháng đi tôi còn lên án có 3 ngày thôi. Mà đâu có riêng ở nhà có mình chồng. Dù không thì bà ngoại đâu, bà nội đâu. Đúng anh, em đúng không anh? Nhớ nha, sau này, sau bữa nay về là đặt vé cho chị đi du lịch liền. Đặt vé cho chị đi du lịch liền, cho hẳn 1 tuần liền. Đó, ở nhà rồi xoay sở với đứa nhỏ. Thực sự là biết là ở nhà chồng sẽ xoay sở với đứa nhỏ rất tội nghiệp, nhưng mà không sao hết. 3 ngày không chết được và vẫn có thể sống được. Nên phụ nữ, em kêu gọi một lần nữa, hãy yêu bản thân mình, hãy yêu bản thân mình và hãy có quỷ đen hết. Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của chị Nam Thư, chị Hồng Vân cũng như là sự tương tác của khán giả dành cho hai khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Và còn rất nhiều phần quà nữa chúng tôi sẽ dành lại cho phần ở cái phần game phía sau. Đến đây thì em ơi xíu nhớ tặng quà nha. Em tại... Và bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời chị Lê Thị Ngọc Loan, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai, cùng với lại ông Phạm Đăng Chính, bí thư đảng ủy phường Long Bình, lên sân khấu để trao hoa cho hai vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời chị Loan và chị anh Chính ạ. Vâng, một lần nữa chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Dạ. Và bây giờ xin mời đại diện báo Phụ nữ Việt Nam và chị Hoàng Anh Phương, đại diện công ty Home Credit Việt Nam, lên tặng quà cho các khách mời của chúng ta luôn. Rồi, chúng ta chụp hình lưu niệm ạ. Vâng, xin mời chị Hoàng Anh Phương sẽ nắn lại chia sẻ một vài Bây giờ là những phần quà còn lại dành cho game. Xin mời tất cả quý vị cùng hướng về slide hình. Theo đó là thì người chơi sẽ đoán tên các nhân vật từ những gợi ý cho trước của chương trình. Có 10 câu hỏi tương ứng với 10 người phụ nữ nổi tiếng của Việt Nam trong các lĩnh vực, các thế hệ. Và người chơi có thể đoán tên nhân vật trước khi tôi tiết lộ các gợi ý. Và câu hỏi số 1. Nữ ca sĩ quê gốc Đà Nẵng.
có nhiều khánh tay quá. Xin mời chị phía dưới ạ, cuối ạ. Ca sĩ Mỹ Tâm mới có một từ khóa đầu tiên mà chị đã đoán ra được rồi. Vậy xin chúc mừng chị, xin mời chị nhận một phần quà của ban tổ chức. Và câu hỏi số 2. Đây, đây là những dữ liệu của câu hỏi số 1 đây. Đúng là ca sĩ Mỹ Tâm. Và xin mời câu hỏi số 2. Hai người phụ nữ gắn liền với cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Xin mời bạn nữ này. Dạ, em tên là Thùy Dung. Em xin trả lời câu hỏi này, đó là bà Trưng và Triệu ạ. Wow, đầu chúng ta xem các dữ liệu coi có đúng không ha. Đây, cưỡi voi ra trận báo thù giết giết chồng đây. Rồi, dữ liệu thứ hai, tiếng trống Mê Linh. Đây, chính xác. Xin mời bạn nhận phần quà của ban tổ chức chúng tôi. Và chúng ta đến với câu thứ ba. Người phụ nữ nổi tiếng với hãng xà bông vang bóng một thời. Chưa có cái tay nào. Chị đoán nè. Tôi xin đoán chắc là cô bá xà bông ạ. Wow, chính xác không? Hình ảnh phụ nữ búi tóc tiêu biểu cho người con gái Nam Bộ, đó là dữ liệu đầu tiên. Thương hiệu sản phẩm của doanh nhân Trương Văn Bền. Hình ảnh phụ nữ đây, chính xác. Xin mời chị tiếp tục nhận được phần quà của ban tổ chức chúng tôi. Và bây giờ chúng ta đến tới câu hỏi thứ tư. Người phụ nữ nổi tiếng của thơ ca Việt Nam cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Wow, lịch sử đây nha, quá nhiều quên tay. Dạ, xin mời chị. À, có phải Hồ Xuân Hương không? Bây giờ chúng ta khám phá nha. Bà Chúa Thơ Nôm, đó dữ liệu đầu tiên. Bánh trôi nước. Đây, Hồ Xuân Hương, xin mời chị nhận phần quà. Và bây giờ chúng ta đến câu thứ 5. Nữ kinh ngư số 1 Việt Nam. Vâng, xin mời chị. Nữ kinh ngư Ánh Viên ạ. Wow, chúng ta khám phá rồi. Đây, mang quân hàm đại úy, 8 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng tại SEA Games 28. Đây, chính xác, cô là Nguyễn Thị Ánh Viên. Xin mời chị nhận quà. Chúng ta đến với câu thứ 6. Vương miện hoa hậu vào năm 2015, cách đây 2 năm rồi đó. Bạn Thuy Lâm. Chúng ta tiếp tục khám phá dữ liệu. Giảng viên cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch Hà Nội. Đây, chụp vây không có chỗ cho hoa hậu thân thiện, đó là phát biểu của cô. Có phải Hồng Hương không? Đó là coi chừng nha. Xin mời tất cả bà con, cô bác giơ tay. Có liền. Dạ thưa. Dạ. Hoa hậu Phạm Hương. Hoa hậu Phạm Hương. Rồi, chính xác. Xin mời bạn nhận phần quà của ban tổ chức chúng tôi. Câu thứ 7. Nữ anh hùng quê ở Bà Rịa Vũng Tàu, cùng quê với lại chị Nam Thư đây. Xin nhờ cho chị ở cuối đây, ưu tiên cuối đây. Giờ tài rất là khả. Xin mời chị. Dạ, Võ Thị Sáu. Có phải Võ Thị Sáu không? Đó là dữ liệu thứ nhất, là yêu cầu là không bịt mắt chỉ khi bị xử bắn ở pháp trường. Rồi, dữ liệu thứ hai. Hùa hoa lê kim ma nở. Rồi, chính xác, Võ Thị Sáu. Xin mời bạn đó nhận quà nha. Đấy, cô Võ Thị Sáu đây. Rồi, câu thứ 8. Nổi tiếng qua chương trình Khéo Tay Làm trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Hơi chung chung, chưa đón ra.
Dữ liệu thứ hai, đã viết 38 quyển sách hướng dẫn nấu ăn và sách du lịch các nước. Các bạn này trước. Rồi xin mời bạn phải không? Theo em nghĩ đó là cô Doãn Cẩm Vân ạ. Wow, thuộc ít nguyên họ ạ. Tên luôn, coi đúng không ạ? Rồi, chính xác, cô là Nguyễn Doãn Cẩm Vân. Mời bạn nhận phần quà nha. Câu thứ 9. Chính thức quý phi của vua Triệu Trị nhà Nguyễn. Thiệu Trị. Rồi, người mẹ hiền, người vợ giỏi, mẫu nghi thiên hạ, thương con như dân. Hai dữ liệu đầu tiên. Xin mời dữ liệu tiếp theo. Tên bệnh viện phụ sản thành phố Hồ Chí Minh rất nổi tiếng. Rồi, xin mời bạn. Ngày dữ liệu thứ ba là có liền. Dạ thưa anh, là Từ Dụ. Wow, chính xác. Là bệnh viện Từ Dụ. Câu cuối cùng. Mỹ nữ nổi tiếng những năm 90. Trung quá ha. Diễn viên điện ảnh, truyền hình, người dẫn chương trình và đạo diễn. Có cần thêm dữ liệu nữa không? Dữ liệu, một dữ liệu cuối cùng nó hơi dễ. Bây giờ ngừng ở dữ liệu này nha. À, xin mời. Dạ, chị Việt Trinh ạ. Đây, người đẹp Tây Đô, Việt Trinh, chính xác. Xin mời chị nhận phần quà nha. Còn rất nhiều phần quà nữa. Nhưng mà bây giờ để lại chút hỏi nữa. Bây giờ xin mời đại diện công ty hôm Trinh Việt Nam sẽ là chia sẻ đôi điều về hội thảo hôm nay. Xin được trân trọng kính mời chị Hoàng Anh Phương. Xin mời chị đứng đây luôn, mình chia sẻ với khán giả luôn ha chị. Mình tổ chức hội thảo này, mong muốn của chị là gì? Đến với bà con của phường Long Bình cũng như là địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai của chúng ta. Trước hết xin cho Phương gửi lời chào đến quý vị đại biểu, các khách mời và đặc biệt là các chị đã dành cái buổi sáng ngày Chủ nhật hôm nay để đến tham dự chương trình. Cái mục đích của công ty Home Credit, công ty tài chính cho vay tiêu dùng, khi mà kết hợp với báo Phụ nữ Việt Nam và hội phụ nữ ở địa phương để tổ chức cái buổi hôm nay, chính là chúng tôi mong muốn là các chị được gặp những cái người phụ nữ khách mời xinh đẹp và quyến rũ, có những cái thành công nhất định trong cuộc sống, để họ có thể truyền lửa, truyền cái cảm hứng cho các chị trong cuộc sống, cảm thấy để mình hạnh phúc hơn, mình trân quý cái hạnh phúc hơn, và là để mình thương yêu bản thân mình hơn, mình cân bằng, mình có những cái động lực để mình sống tốt và mình sống vui hơn, sống trọn vẹn hơn trong cuộc sống của mình. Xin được cảm ơn chị Hoàng Anh Phương đã chia sẻ những chia sẻ rất là thiết thực đối với người dân phường Long Bình ở đây. Hy vọng là trong thời gian tới mình sẽ tổ chức nhiều hội thảo có ý nghĩa hơn nữa. Xin cảm ơn chị. Và tiếp theo xin mời chị cũng có nhà ý là mình trình bày thêm một vài ý nữa phải không ạ? Của hội thảo mình đến với người dân. Xin mời chị. Em biết là các chị cũng là bây giờ chắc là gần cuối giờ các chị cũng mệt rồi. Nhưng mà em chỉ xin khoảng tối đa là 10 phút thôi để giới thiệu sơ về Home Credit. Tại vì Home Credit mình tài trợ cho cái chương trình này thì nhiều khi mình cũng biết được cái tên nhưng mình không biết là công ty này làm cái gì, tại sao lại tài trợ, tại sao lại quan tâm đến cái việc này. Thì em cũng nhân đây em xin giới thiệu sơ nét thôi, rất là ngắn gọn về công ty Home Credit. Thì có anh chị mình á, có ai đã từng đi vay trả góp chưa ạ? Vay trả góp ở công ty Thư đi vay luôn hả? Vâng, đi vay luôn. Hai khách mời mình cũng từng đi vay trả góp luôn. Anh Bí Thư cũng đi vay luôn. Dạ, thì em sẽ giới thiệu sơ về Home Credit. Khi mình đi vay thì mình chú ý cái gì? Tại vì bây giờ người Việt mình thì có thói quen là không có đọc hợp đồng. Không đọc hợp đồng khi đi vay, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng mua nhà. Thường là nó sẽ, mọi người thấy nhiều chữ quá, mọi người ngán ngại không đọc. Nhưng mà cái đó là những cái bất lợi cho mình. Thì mọi người hay thấy là vay chợ đen, vay ở tiệm cầm đồ dễ hơn.
không có giấy tờ gì hết. Nhưng thực sự cái đó là rất là nguy hiểm cho mình. Và những câu hỏi là mình cần phải hỏi, cần phải làm rõ khi mà mình đi vay. Mình phải chất vấn, chứ mình đừng có trông đợi về cái người tư vấn sẽ tư vấn cho mình đầy đủ. Mình phải ở thế chủ động. Nàng đẹp vì nàng độc lập, mà mình độc lập, mình chủ động. Mình phải đưa ra những cái câu hỏi để mình chất vấn, mình làm rõ những cái thắc mắc, những cái quan ngại của mình. Giới thiệu về Home Credit. Home Credit thì đó là một cái tập đoàn ở Cộng hòa, bắt nguồn từ Cộng hòa Séc. Hiện nay thì Home Credit có mặt tại 11 quốc gia trên thế giới: Việt Nam nè, Nga nè, Mỹ, Kazakhstan, Indo, Philippines, Belarus, vân vân, Trung Quốc. Hiện tại thì có khoảng 73.000 nhân viên, 185.000 điểm bán. Điểm bán ở đây là sao? Tức là Home Credit không có một cái cửa hàng hay là một cái ngân hàng. Home Credit là một công ty tài chính. Cho nên điểm bán tức là Home Credit kết hợp với những cửa hàng. Ở đâu có cửa hàng bán vật dụng gì mà khách hàng mua thì sẽ có mặt Home Credit ở đó để cho vay, hỗ trợ các bạn khách hàng nguồn tài chính để mà họ có thể mua được sản phẩm khi mà họ chưa có đủ cái nguồn tiền. Có hiện giờ Home Credit có khoảng 12,5 triệu khách hàng trên ở nhiều quốc gia, có khoảng 88 triệu khoản vay. Hiện giờ tại Việt Nam thì Home Credit bắt đầu hoạt động từ năm 2009. Trước đây thì Home Credit hoạt động với cái tên là Easy Dream, giấc mơ dễ dàng, không biết là các chị có nghe không? Tức là lúc đầu là cho vay mua xe máy, Easy Dream. Sau này thì mới bắt đầu chuyển qua cho mua hàng điện máy, điện thoại di động, những cái thiết bị nội thất, trong những thiết bị gia dụng trong gia đình. Đến hiện tại thì Home Credit đã có mặt 63 tỉnh thành ở nước Việt Nam rồi, và kết hợp với các cửa hàng có khoảng 6.000 điểm giao dịch trên toàn quốc. Tiếp ạ. Sản phẩm của Home Credit thì hiện giờ thì có cho vay trong 3 cái sản phẩm chính. Thứ nhất là sản phẩm xe máy, thứ hai là sản phẩm điện thoại di động, kim khí điện máy. Mà nếu mà các chị đi ra cửa hàng Thế Giới Di Động, Viễn Thông A, Viettel, Nguyễn Kim, điện máy chợ lớn là đều thấy nhân viên Home Credit ngồi ở đó. Và thứ ba nữa là cho vay tiền mặt. Và thẻ tín dụng thì sẽ dự kiến là trong cuối năm nay Home Credit sẽ ra mắt cái thẻ tín dụng. Đây là những con số tóm gọn về Home Credit. Tức là hiện nay chúng tôi đã có mặt ở 63 tỉnh thành trên cả nước, có gần 6 triệu khách hàng, có 7.500 điểm bán, 10.000 nhân viên đang làm việc, và tổng giá trị tài sản là 12,5 tỷ đồng, 12,5 ngàn tỷ. Những điểm khác biệt của Home Credit là Home Credit duyệt hồ sơ trong vòng 10 phút thôi. Thì khác với ngân hàng thì đòi hỏi những cái thủ tục rất là phức tạp, như là hợp đồng lao động, bản lương, hóa đơn điện nước, chứng minh thu nhập, chứng minh tài chính rất là phức tạp. Thì đối với những đối tượng của khách hàng là những người có việc làm ổn định, có thu nhập ổn định, những người làm việc văn phòng. Còn những người như là có thể là bác chạy xe ôm nè, cô bán nước ở đầu ngõ nè, hoặc là một cái cô mở cửa hàng tạp hóa, hoặc là những người công nhân, thì rất khó mà vay được ở ngân hàng, bởi vì hồ sơ quá phức tạp và thời gian đợi rất là lâu. Nhưng Home Credit thì chỉ có thời gian duyệt 10 phút, và giấy tờ thì rất đơn giản, chỉ cần chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hoặc là chứng minh nhân dân bằng lái xe. Tức là hai giấy tờ cơ bản của Home Credit là chứng minh nhân dân và hộ khẩu. Điểm bán thì là phủ rộng, tức là đối với những ngân hàng thì các chị phải đến tận ngân hàng khi các chị cần giao dịch. Nhưng Home Credit thì muốn mang đến sự tiện lợi cho các chị là các chị không phải tìm đến Home Credit, mà Home Credit là tìm đến những cửa hàng để liên kết, để tạo sự tiện lợi nhất khi mà mình muốn vay, mình muốn mua sản phẩm đó, mình muốn vay ở đó, là đã có nhân viên Home Credit ngồi ở đó để tư vấn và làm hợp đồng vay cho các chị. Các kênh thanh toán của Home Credit thì sau khi mình vay xong thì chúng tôi cũng tạo thuận lợi cho khách hàng vay để thanh toán cái khoản vay qua những kênh như là qua việc những cái điểm giao dịch của Viettel nè, qua kênh thanh toán PayU, Momo hoặc là các ngân hàng thương mại. Tức là các chị có thể đến những cái điểm đó để thanh toán, hoặc là có cái app để mình download ở trên trên điện thoại smartphone của mình, rồi mình kết nối với ngân hàng điện tử của mình thì mình chỉ cần bấm mình thanh toán giống như là mình thanh toán về điện nước thôi. Đây là những đối tác mà Home Credit liên kết như là Thế Giới Di Động, Viễn Thông, FPT, Nguyễn Kim, Điện Máy Xanh, Pico, Yamaha, Honda. Nói chung là rất là nhiều.
Thì bất kỳ những cái cửa hàng nào các chị đến có sản phẩm bán những cái cửa sản phẩm mà chúng tôi cho vay thì là có mặt hơn đấy. Thì thời gian không có cho phép cho nên là em xin chỉ giới thiệu sơ thôi. Cho nên là nếu những chị nào sau này có nhu cầu thì có thể đến có nhu cầu vay có thể đến những cái cửa hàng và ở đó có nhân viên hôm nay mặc áo đồng phục là áo đỏ, áo trắng sọc đỏ thì có thể được tư vấn rất là cụ thể. Anh có đặt câu hỏi gì ạ? Xin hỏi chị, tôi không biết như thế nào. Ngày hôm qua thấy cửa hàng gửi cho tôi một cái thẻ tín dụng trị giá như 20 triệu mà tôi chưa sử dụng, tôi không biết như thế nào. Cái đó thì hiện tại chắc là anh nhận được thẻ tín dụng của một cái ngân hàng khác hoặc là một công ty tiêu dùng khác. Có thể là FE Credit chứ không chắc không phải là bên công ty em Home Credit, tại vì thẻ tín dụng của Home Credit thì chưa có mặt trên thị trường. Thì anh trong sau cái thẻ đó nó chắc chắn nó sẽ có cái đường dây hotline, anh có thể gọi lên để anh nhờ cung cấp thông tin. Chị cung cấp đường hotline luôn đi. Cái đó là của bên công ty khác, anh phải về kiểm tra lại chứ chắc chắn là không phải của Homebiz bên em, tại vì bên em sẽ chưa có phát hành cái thẻ tín dụng trong thời điểm hiện tại. Phần chia sẻ của em đây là hết, không biết là các chị có câu hỏi gì không ạ? Xin mời chị. Cho em hỏi là nếu như mình vay ở đấy rồi, đến lúc mình trả tiền vay hàng tháng qua các dịch vụ thì trong các cái dịch vụ đấy có phí thu hộ không? Có phí thu hộ của ngân hàng không? Phí thu hộ của ngân hàng là mình trả ngay từ đầu lúc mình ký hợp đồng vay, mình vay sản phẩm thì trong đó có tính phí thu hộ, ví dụ như là mình vay 6 tháng hoặc là mình vay 9 tháng, 18 tháng thì phí thu hộ mỗi tháng là 13.000. Sẽ nhân lên và có trong hợp đồng ngay từ đầu chứ không có đóng về sau. Có trong từ đầu trong suốt khoảng thời gian mình trả hay là nó sẽ giảm dần theo từng theo phí thu hộ thì là cái phí đó cố định. Phí cố định nó tùy thuộc vào cái số tháng mình vay. Với lại phí tiền khi mà mình vay xong là mình giả lãi suất hàng mình giả góp hàng tháng. Ví dụ như là 1.930.000 một tháng đi. Thì cộng với phí thu hộ nữa là sẽ thành 1.943.000 một tháng. Thì tính theo lãi suất, ví dụ như quá hạn thì mình sẽ phải trả tiền phạt, thu phạt vì mình trả trễ. Nhưng nếu mình trả trước thì cái phí thu hộ ấy mình có được giảm hay không? Nếu mình thanh toán, mình tất toán hợp đồng trước hạn. Không, có nghĩa là cái hàng tháng, ví dụ như là ngày 20 mình phải trả. Nhưng thay vì ngày 20 mình không trả, mình sẽ trả trước đó là 5 ngày hoặc 10 ngày, là ngày mùng 10 hoặc ngày 15. Thì em muốn hỏi là cái phí thu hộ đấy của mình có được giảm hay không? Phí thu hộ của mình thì là nó là cố định rồi, cho nên em cái phần lãi suất hàng cái tiền góp hàng tháng ấy là mình có được giảm hay không, bởi vì trên thực tế ấy, em thấy có nhiều ngân hàng cho vay, ví dụ như Vietcombank cho vay hàng tháng, nếu như tháng này em đóng là 1.950.000 thì sau 3 tháng thì cái số 50.000 ấy nó sẽ chỉ còn lại là 20.000 hoặc 40.000 thôi. Thì nó không còn cố định đến cuối đến tận tháng cuối cùng mình đóng là số tiền như thế. Thì bên phần tài chính của mình, công ty của mình á, thì cái phần lãi suất đấy nó bằng nhau hết. Cái số tiền đóng hàng tháng nó đều bằng nhau hết. Từ tháng đầu cho đến tháng cuối thanh toán là bằng nhau hết. Đúng. Tức là bên mình thực ra cách tính tương tự, cách tính nó cũng tương tự với tất cả các ngân hàng. Nhưng mà để cho, tại vì đối tượng khách hàng của bên mình á là đối tượng khách hàng bình dân. Những người mà người ta sẽ không có quan tâm nhiều đến cái cách tính và những cái công thức rất là phức tạp. Cho nên bên mình mỗi tháng thì số tiền trả, số tiền lãi suất và số tiền gốc nó cũng sẽ giảm dần. Nhưng mà để nhằm hỗ trợ cho khách hàng họ dễ nhớ số tiền phải trả hàng tháng, cho nên bên mình cộng tổng cái cục đó lại và chia đều ra hàng tháng để cho khách hàng nhớ con số hàng tháng mình phải trả. Nhưng mà thực chất khi mà cộng tổng số tiền của ngân hàng mà mỗi tháng mà khách ngân hàng trả giảm dần và bên mình trả mỗi tháng một cục bằng nhau, nhưng khi cộng cả hai con số đó lại thì cái tổng nó là bằng nhau. Nhưng bên mình chia ra như vậy để cho khách hàng dễ nhớ, để không họ nhớ là tháng thứ hai họ phải trả một cục khác, tháng thứ ba họ trả một cục khác. Cho em hỏi thêm là cái người mình mang hộ khẩu đi vay thì cả một hộ khẩu trong gia đình như thế thì rất là đông. Nhưng cái người trực tiếp đứng lên vay và mua cái sản phẩm về để xài, ví dụ như mua tivi về xài chẳng hạn, người ta phải giả trong vòng 12 tháng, nhưng người ta chỉ giả được có 6 tháng đầu thôi. Còn từ tháng thứ 7 trở đi, cái người trực tiếp vay, trực tiếp mua ấy, người ta không giả nữa.
thì bên ngân hàng có liên hệ về cho người thân là yêu cầu cái người đấy phải trả, nhưng cái người thân ấy lúc mua ấy thì cái người đứng trong hậu khẩu ấy người ta không hề biết, mà cái người trực tiếp mua bây giờ là cũng không biết ở đâu, thì bên phía ngân hàng của mình sẽ giải quyết nào chứ nếu như mà đưa người nhà phải ra kiện hoặc ra tòa ấy, thì cái người nằm trong hậu khẩu đấy người ta đâu có liên quan gì đâu mà cứ nằm phiền hoài như thế thì rất là khó chịu. Thì không biết là nếu như rơi vào trường hợp như thế thì bên ngân hàng của mình á, chính sách của mình thì mình sẽ giải quyết thế nào, chứ còn như em ấy mà em gặp trường hợp đấy em rất là khó chịu. Sẵn tiện mình cũng chia sẻ luôn về cái việc cho vay của bên mình. Tức là khi cho vay bên mình thì thủ tục rất là đơn giản, không có cần thế chấp, chỉ là vay tín chấp thôi, hoàn toàn dựa vào uy tín và lịch sử tín dụng của mình. Cho nên là bên công ty là chịu một cái rủi ro rất là lớn trong việc mà khách hàng có hoàn trả lại cái khoản nợ hay không. Thì theo quy định là khi tiến hành ký hợp đồng thì khách hàng sẽ cung cấp số điện thoại của người thân để mà trong trường hợp công ty có thể liên lạc, trong trường hợp không liên lạc được với khách hàng thì khi mà công ty không liên lạc được khách hàng thì công ty sẽ gọi điện cho người thân khách hàng nhờ sự hỗ trợ về mặt liên lạc. Chứ nếu xét về mặt pháp lý, người thân của khách hàng không có trách nhiệm hoàn trả cái khoản vay đó cho khách hàng, chỉ cái người chủ của hợp đồng có hoàn trả khoản vay thôi. Và nhân viên khi gọi điện cho người thân thì cũng yêu cầu là nhờ anh chị hỗ trợ, bởi vì có thể khách hàng họ không phải ai cũng là khách hàng tốt. Có những khách hàng khi đã vay rồi thì bắt đầu giục sim điện thoại, mua sim khác hoặc là đổi chỗ ở khác để không làm tròn trách nhiệm của một người đi vay. Thì lúc đó công ty chỉ là gọi điện để nhờ sự hỗ trợ trong việc liên lạc, chứ công ty không về mặt pháp lý là không yêu cầu người thân khách hàng phải chịu trách nhiệm khoản vay đó cho khách hàng. Chị ơi, tại vì thời gian không cho phép, cho nên là nếu có chị có hỏi thì chị có thể hỏi riêng em sẽ giải đáp. Nhà ý là tặng cho các khán giả tham gia hội thảo một cuốn sách mà chị đã từng xuất bản. Thì khán giả nào có muốn tặng và được nhận được chữ ký của chị thì sẽ liên hệ ở phần sau của chương trình. Thay mặt ban tổ chức thì Đình Dư xin gửi lời cảm ơn đến Báo Phụ Nữ Việt Nam, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Đồng Nai, Công ty Tài chính Home Credit Việt Nam, cùng với gần 200 khán giả là nữ công nhân đang làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã dành thời gian để tham dự buổi hội thảo của chúng ta ngày hôm nay. Cũng xin cảm ơn khán giả đã đồng hành theo dõi trực tiếp trên live stream Facebook tại fanpage của Công ty Tài chính Home Credit và Báo Phụ Nữ Việt Nam. Xin được trân trọng cảm ơn. Một lần nữa, xin kính chào và hẹn gặp lại. Bây giờ xin mời tất cả các anh chị có muốn chụp hình với lại...